Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. chương 76 hỗn chiến. Ánh sáng lóe lên từ cây dao lớn, mang theo một sức mạnh kinh hồn bạt phía. Chỉ một đòn duy nhất, lệ uy long đã cắt ngang thân những kẻ mặc đồ đen đang đà lao về phía trước thành hai khúc. Lũ người chạy phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra vẫn vung kiếm lên nhắm thẳng Lê Uy Long mà ra đòn chí mạng. Đối thủ có quá nhiều dao, Lê Uy Long chỉ có thể chọn lựa nhảy lên cao qua đầu lũ người đông nhung nhúc, Quá đà, lũ lâu là đâm thẳng vào nhau tự kết liễu những kẻ là anh em trong bang hội. Ngay khi nhảy lên cao, Lê Uy Long nhìn thấy bên trong nhà máy gương mặt đắc thắng của gã quản gia Trương Minh Thọ của Trương Gia. Vậy ra tất cả những kẻ này đều là tay chân của gia đình nhà họ Trương. Sự căm hận của Lê Uy Long lên tới đỉnh điểm. Tốt, cả hai hổ cùng đến, cả hai kẻ thù giết cha anh ta đều đang có mặt tại đây. Vậy tối nay, hãy cho chúng nếm mùi sức mạnh của kiếm thuật gia đình họ Dương nghĩ đến đoạn video cảnh người cha già tàn tật bị chúng bao vây mà đâm chém tới khi chút hơi thở cuối cùng ý niệm giết người của lê huy long trào dâng như dòng nước lũ chúng phải chết hết chết hết từ trên cao rơi xuống anh ta xoạc thẳng hai chân tung liên hoàn cước sấm sét. bốp 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 á hự úi vài kẻ văng mạnh lên không trung rồi rơi xuống đất mọi thứ chỉ diễn ra trong trước mắt đến lúc này lũ côn đồ trương gia mới nhận ra lê uy long đã cắt đôi bao nhiêu người chỉ bằng một nhát dao tàn độc những xác chết bị đứt làm đôi tuôn máu ra như suối hòa cùng dòng nước mưa khiến mặt đất đỏ ngầu và con dao lớn trong tay lê uy long vẫn còn đang giỏ máu lũ côn đồ bắt đầu sợ hãi tuy nhiên chính chúng đã đề nghị băm vằm lê uy long ra cho hả giận thì phải làm tới tận bước cuối cùng chúng không còn đường lui nào nữa lên chém chết hắn đi một kẻ trong đám lâu la mặc đồ đen hét lên. Vậy là chúng lại điên cuồng lao vào Lê Uy Long một lần nữa. Chúng không tin rằng hơn 200 người ở đây mà không thể giết nổi Lê Uy Long. Audio điện tử võ tấn bền Trước sự tấn công ồ ạt lần này, Lê Uy Long không nhảy lên để tránh mà trực tiếp thể hiện kiếm pháp của Dương gia nhằm chống đỡ khi thế bức người của lũ cặn bã nhà họ Trương. Trong màn mưa xối xả, ánh sáng của những thanh đao lóe lên còn sắc lạnh hơn cả những tia chớp trên bầu trời. Những cái đầu bay lên, lớp thân dưới ngã xuống, máu bắn tung tóe như hoa tuyết rơi trong đêm đông giá rét. Tiếng hét, tiếng gào vang vọng cả một vùng như tiếng ma than, sói hú. Cảnh tượng vô cùng thê lương và khủng khiếp. Cơn bão lúc này không phải từ trên bầu trời chút xuống mà từ kiếm pháp kinh hồn nhà họ Dương. Lệ Uy Long tưởng tượng ra cái chết bi thảm của cha mình và chút tất cả nỗi căm hờn, sự đau đớn vào những kẻ không thiết thân đang xông lên phía trước đừng đánh giá thấp kỹ thuật kiếm của dương gia không phải đơn giản mà từ hàng trăm năm trước dương gia đã có một chỗ đứng vững chắc khó có kiếm phái nào sánh được trong giới giang hồ và cũng chính người cha nuôi dương văn đoàn của lê uy long đã sử dụng kiếm pháp này giết bao nhiêu kẻ thù phụng sự cho đất nước nếu không phải vì sự bất tiện của đôi chân và nếu đêm đó ông có thanh dao này trong tay thì ông chắc chắn không thể nào bị giết tuy nhiên Lệ Uy Long với sức mạnh thể lực, sự nung nấu căm thù trong tâm trí, anh đã nhanh chóng hoàn thiện khả năng kiếm thuật của mình, đưa kiếm phái dương ra phát triển lên tầm cao tột đỉnh. Mặc dù đã không sử dụng kiếm pháp này trong một thời gian dài nhưng anh không hề lạ lắm. Đường kiếm của dương ra không cầu kỳ, hoa mỹ mà chú trọng về tốc độ. Tốc độ là yếu tố chiếm đến hơn nửa sức mạnh của bộ kiếm pháp. Những kẻ mặc đồ đen thậm chí còn không kịp nhìn thấy thân thủ của người này động đậy, chỉ kịp cảm nhận thấy bóng kiếm lướt đâu đây là đã bị đâm trúng rồi hoàn toàn mất đi chi giác. Chu Nhược Mai bị treo trong nhà máy, đối diện với cánh cửa, chứng kiến hoàn toàn trận chiến bão táp trước mắt. Tuy nhiên vì có quá nhiều người mặc đồ đen, cô chỉ có thể thấy Lê Uy Long bị bao vây mà không thể thấy anh đã xoay sở như thế nào. Nhìn thấy những cái đầu lăn trong đám đông, máu bắn tung tóe, trái tim Chu Nhược Mai như bị bóp nghẹt bằng một gọng kìm tàn bạo. Đầu cô căng lên, lo sợ rằng trong những cái đầu đó trong những giọt máu bắn ra kia có phần của chồng cô uy long uy long chạy đi tôi bảo anh đừng đến cơ mà tại sao anh vẫn đến đây để chết chu nhược mai khóc muốn lê uy long tìm cơ hội trốn thoát tiếng khóc của chu nhược mai lọt vào tai lê uy long lại như tiếp thêm cho anh nguồn sức mạnh mới không chắc chắn anh không phải một kẻ tham sống sợ chết bình thường anh đang ở đây để tìm con đường sống nhỏ bé cho không chỉ mình anh mà cho cả anh và cô nữa là tổng chỉ huy của quân đội Đại Long, ngoài việc sử dụng cái đầu để chỉ huy quân lính, vạch ra những sách lược thần sầu, chắc chắn rằng sức mạnh cá nhân của anh cũng phải vô cùng phi thường. Anh đã được tôi luyện trong mưa bom bão đạn, từng bước bước lên vị trí tư lệnh như bây giờ đâu phải là điều có thể nói được trong một hai lời đơn giản. Kẻ thù đã chết trong tay Lệ Uy Long nhiều vô số. Chỉ có 200 người thì có gì đáng sợ. Trong tình thế trăm người đang bùa vây Lệ Uy Long, đám người Ngụy An Khánh, trương minh thọ lại không thể nào ra lệnh bắn nếu bắn sẽ giết phải người mình chúng đành chăm chú quan sát trận đấu chờ đợi thời cơ nếu hắn may mắn thoát ra được hỏi đám người này thì khi đó bắn hắn cũng chưa muộn chu nhược mai như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng khi nhìn đám côn đồ áo đen ập tới vây quanh lê uy long nếu cứ tiếp diễn thế này chắc chắn lê uy long sẽ không thể nào chống đỡ nổi tuy nhiên chỉ một lát sau cô nhận ra số kẻ mặc đồ đen đã ngày càng ít đi trông thấy xác những kẻ còn lại đổ gục trồng chất lên nhau máu hòa với nước mưa chảy thành dòng như suối khi số côn đồ đã giảm bớt đi cuối cùng cô mới có thể thấy lê uy long đang chiến đấu trong màn mưa máu như thế nào cô thấy lê uy long đang đứng giữa hồng tâm như một vị thần dũng mãnh con dao lớn trong tay anh gần như biến mất chỉ thấy còn thấy bóng của nó xé rách màn mưa rồi những thân người bị nó quét chúng ngã xuống và không còn đứng lên được nữa chu nhược mai không khỏi sốc thêm lần nữa Mặc dù vài ngày trước trước mộ của Dương Văn Đoàn cô đã được chứng kiến cái khung cảnh khủng khiếp khi Uy Long chặt đứt mọi cánh tay của Vương Tử Lan và đám lâu la của hắn. Khi đó cô đã gần như ngất xỉu trước sức mạnh tàn bạo của người đàn ông đó. Tuy nhiên, khi đó bọn chúng chỉ có 30 người, còn bây giờ đang phải đối mặt với hơn 200 kẻ ở đây anh ta vẫn không chỉ bất cả chiến bại mà còn đang giành ưu thế. Những cú sốc mà Lê Uy Long dành cho Chu Nhược Mai ngày càng lớn cô không thể hình dung được liệu có điều gì mà anh ta không thể làm được không cô thực sự không bao giờ nghĩ rằng chồng mình người bị coi là kẻ vô dụng bấy lâu nay lại mạnh mẽ đến thế lê uy long chỉ là một người lính bình thường trong quân đội sao chu nhược mai không khỏi tò mò một người lính bình thường sao có thể mạnh mẽ và phi thường đến thế trong khi những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu Chu Nhược Mai thì Trương Minh Thọ và Ngụy An Khánh cũng nhận ra rằng số đàn em mặc đồ đen đang bao vây ngoài kia ngày càng ít lại. Tình hình có vẻ như không suôn sẻ. Nếu cứ tiếp tục, Lệ Uy Long có thể sẽ giết sạch những người này. Trương Minh Thọ đã toát mồ hôi đầm đìa. Hắn lãnh trách nhiệm mang đám người này từ nhà họ Trương đi, nếu bây giờ chúng chết cả ở đây thì khi quay trở về hắn biết trả lời với chủ như thế nào? hắn muốn ngụy an khánh ra lệnh cho những người trong nhà máy bắn lê uy long nhưng hắn lại không muốn bắn phải người của mình vì vậy hắn chỉ còn cách ngồi trên đống lửa mà theo dõi tiếp trận hỗn chiến dù sao đêm nay lê uy long chắc chắn sẽ phải chết vậy thì dù có phải đổi mạng hắn bằng mạng những kẻ này thì cũng vẫn đáng miễn là lê uy long chết thì hắn cũng có thể quay về mà mở miệng nói với chủ nhân với kiếm pháp việt diệu và thân thủ phi thường cuối cùng Lê Uy Long cũng gần như quét sạch hết những kẻ bao vây bên ngoài nhà máy. Vài kẻ cuối cùng còn lại bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt, chúng run rẩy đến mềm nhũn cả đầu gối và không dám tấn công nữa. Chúng chỉ dám đứng vây quanh Lê Uy Long mà không dám lao vào tấn công. Tuy nhiên, Lê Uy Long không nhân nhượng, một tia sáng lóe lên và những người này đều cảm thấy ớn lạnh ở cổ. Sau đó, máu tuôn ra từ cổ của họ, họ loạn choạng và ngã xuống đất. Lúc này, Mặt đất hoàn toàn nhuộm một màu đỏ. Đối với Lê Uy Long, đây chưa phải là biển máu lớn. Đối với Ngụy An Khánh và Trương Minh Thọ biển máu này chúng chưa bao giờ được thấy trước đây. Sau khi Lê Uy Long giết tất cả đám tay chân, anh chậm rãi bước qua từng xác chết, mang theo con dao còn nhỏ máu, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu, từng bước tiến về phía cửa nhà máy. Chương 77 sức mạnh của chiến thần. Lê Uy Long biết rõ tình thế hiểm nguy của mình tất cả đều đang phục kích sẵn sàng bên trong nhà máy. Chúng có súng, vì vậy anh phải tập trung mọi giác quan, thận trọng xem xét mọi hướng. Tất nhiên Uy Long cũng biết rằng trận đấu giao trong mưa vừa nãy chỉ là màn khởi động, và cuộc đấu súng nguy hiểm hơn nhiều vẫn đang chờ đợi anh ở phía bên trong. Bước chân vào nhà máy đồng nghĩa với việc đối mặt với hiểm nguy cận kề bởi kẻ thù đang giăng lưới chờ đợi anh từ mọi phía. Nhưng anh vẫn không sợ, không ngại ngần trước hiểm nguy đang trực chờ. Chu Nhược Mai cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy chiến thắng của Lê Uy Long. Anh ấy có thể giết nhiều côn đồ kia như thế, biết đâu mình và anh ta lại có thể thoát được khỏi đây. Tuy nhiên, lòng cô lại trùng xuống. Cô cảm thấy rằng điều này là không thể, bởi vì tất cả những kẻ phục kích trong nhà máy đều có súng. Kiếm của Lê Uy Long làm sao có thể nhanh hơn những viên đạn đến từ bốn phía. Và lại anh ấy ở ngoài sáng, lũ người kia nằm trong tối chỉ trực chờ nhà đạn. Mọi thứ hoàn toàn bất lợi cho anh. Uy Long, đừng đến đây nữa. Bọn chúng phục kích ở bên trong rất nhiều. Chạy đi, Chu Nhược Mai không muốn ngay khi Lê Uy Long bước chân vào nhà máy, anh lại phải gục xuống tại đây, ngay trước mắt cô như thế. Tôi sẽ không để em một mình, tôi sẽ cứu được em." Lê Uy Long nói khi tiếp tục tiến về phía trước. "Tôi không quan tâm đến điều đó. Chúng sẽ không giết tôi đâu." Chu Nhược Mai cố gắng thuyết phục. Không muốn bị phân tâm nên Lê Uy Long im lặng. Trương Minh Thọ và Võ Trung Hiếu hoảng sợ khi thấy gã đàn ông chỉ một cây dao đã có thể giết chết hơn 200 người trong chớp mắt. Bây giờ hắn lại đang từng bước tiến vào đây. Đột nhiên một gã tay chân mặc đồ đen khi nãy đã ngã xuống đất nhỏ người đứng dậy, ngay phía sau lưng Lê Uy Long. Trong cuộc hỗn chiến vừa nãy, khi nhìn thấy sức mạnh và kỹ thuật phi thường của Uy Long, hắn ta sợ hãi nằm trên mặt đất giả vờ chết. Bây giờ sau khi Lê Uy Long bước qua người, hắn muốn lập công nên đột một đứng dậy, lợi dụng phút giây không đề phòng của Lê Uy Long, dồn toàn lực ra một đòn chí mạng từ phía sau. Giết được Lê Uy Long là hắn lập được một công lớn. Khi Chu Nhược Mai nhận thức được sự việc, cô sợ hãi tới mức dường như cấm khẩu, không còn có thể hét lên cảnh báo cho Lê Uy Long. Tuy nhiên, ngay khi cô nghĩ Lê Uy Long đã nắm chắc cái chết trong tay, thì anh ta đột nhiên vung cánh trái lên. Không cần nhìn lại, chỉ cần thúc mạnh về phía sau một cú gã áo đen hứng trọn lưỡi dao vào bụng trước khi kịp đâm kiếm của hắn vào lưng Lê Uy Long. Hừ, hắn đứng chết lặng, đôi mắt mở to và máu tuôn ra khỏi miệng như một dòng suối nhỏ. Hắn vốn nghĩ rằng mình có thể giết chết Lê Uy Long chỉ bằng một đòn duy nhất, nhưng anh không ngờ lại phải bỏ mạng cũng chỉ bằng một đòn duy nhất của Lê Uy Long. Lê Uy Long ra đòn quá nhanh, thậm chí không cần quay đầu lại. Hắn không kịp phản ứng thì lưỡi dao đã đâm xuyên ra phía sau lưng. Nhìn thấy cảnh này, chu nhược mai không thể không bị choáng váng thêm lần nữa làm thế nào mà lê uy long biết có kẻ đâm lén phía sau chẳng lẽ anh ta có mắt phía sau đầu trên thực tế đó chỉ là một kỹ năng của một chiến thần bất bại như lê uy long mà thôi anh ta không chỉ có sáu giác quan mà thậm chí còn có nhiều hơn thế nữa nếu ngay cả một đòn đánh lén từ phía sau tầm thường như vậy mà lê uy long còn không ngăn nổi thì anh ta đã chết trên chiến trường từ rất lâu rồi đâu còn có thể đứng được ở đây lúc này lê uy long bắt đầu từ từ rút con dao ra máu lập tức tuôn ra từ vết thương ở bụng kẻ đánh lén hắn lảo đảo rồi ngã sóng xoài xuống mặt đất đôi mắt còn mở to trừng trừng phải hắn chết mà không thể nhắm mắt mắt thấy mình sắp đắc thủ sắp lập được đại công vậy mà vẫn bị lê uy long một đòn giết chết thì sao có thể nhắm mắt được lê uy long không buồn quay đầu nhìn lại không thèm liếc mắt về phía gã anh ta tiếp tục bước về phía trước nhìn thấy cảnh này, lục thọ không thể bình tĩnh được nữa. Hắn lập tức rút súng ra và nhằm Lê Uy Long bắn thẳng. Đoàn, với một phát súng, một viên đạn bay thẳng về phía Lê Uy Long. Chu Nhược Mai sợ hãi đến nỗi mặt cô cắt không còn giọt máu. Dù kiếm pháp của Lê Uy Long hoàn hảo vậy đi chăng nữa, liệu anh ta có thể sống sót sau viên đạn được không? Tuy nhiên, khi thấy viên đạn lao vút tới, Lê Uy Long không hề có ý định muốn trốn tránh thay vào đó anh trực tiếp giơ lưới kiếm bén trong tay lên và chặn trước ngực mình kenzeze với một âm thanh chói tai và sắc nét của kim loại va vào nhau viên đạn bắn trúng vào lưới kiếm của lê uy long và rơi xuống đất thanh kiếm lớn trong tay lê uy long có phần lưới kiếm đặc biệt dày và rộng còn khẩu súng của ngụy an khánh chỉ là một khẩu súng lục bình thường viên đạn không thể xuyên thủng nó chu nhược mai không ngờ lê uy long thực sự có thể chặn viên đạn bằng kiếm cô không thể tin vào mắt mình dường như cô đã lo lắng thái quá rồi, Lệ Uy Long rõ ràng có thể kiểm soát toàn bộ tình hình. Ngụy An Khánh và Trương Minh Thọ cũng tròn mắt kinh ngạc, không tin nổi là Lệ Uy Long còn có thể chặn đạn bằng đoàn kiếm. Tốc độ của viên đạn đã nhanh khủng khiếp, nhưng lưới kiếm của Lệ Uy Long còn nhanh hơn. Mau bắn hắn ta nữa đi, lúc này Ngụy An Khánh không còn dám đứng ở cửa nữa, hắn ta vừa hét lên vừa co giò bỏ chạy vào bên trong trương minh thọ cũng không dám dại dột đứng trong tầm nhìn của lê uy long nên đã vội vã chạy đi một hướng khác lê uy long này quá mạnh khiến bọn chúng thực sự sợ hãi nếu vô tình rơi vào tầm ngắm của anh ta chúng chắc chắn sẽ chết không toàn thây bên trong nhà máy vẫn còn rất nhiều tay súng cứ để họ ra tay vậy tuy nhiên hầu hết các thành viên của băng hổ báo đang nằm phục kích phía bên trong của nhà máy trong khi đó Lê Huy Long vẫn chưa đi vào khu vực cửa của nhà máy nên không xuất hiện dưới tầm ngắm súng của bọn chúng. Vì vậy, bọn chúng cũng không thể bắn được. Chỉ một số ít người đang nằm phục kích ngay chỗ cửa trước nghe thấy lệnh của Ngụy An Khánh và ngay lập tức xả đạn mịt mù ra ngoài cửa. Bang, bang, bang. Những tiếng súng nổ liên tiếp vang lên và vô số viên đạn bay về phía Lê Huy Long. Anh vẫn không né tránh nhưng đã nhanh chóng di chuyển đoàn kiếm lớn trong tay liên tục chặn lại những viên đạn tiến về phía mình. Những chớp sáng lóe lên do kim loại va vào nhau với tốc độ cao tạo thành một vòng vây ánh sáng bao bọc lấy cả cơ thể lê uy long. Rẹt keng keng. Những viên đạn bay qua liên tục đều bị anh vô hiệu hóa bằng lưới kiếm dài. Trong khi hai tay lê uy long đang bận rộn với thanh kiếm, đôi chân anh cũng không hề đứng yên mà cứ liên tiếp đá phăng những con dao găm của đám tay chân ngụy an khánh vừa rơi xuống đất vào trong nhà máy. Và thế là vô số lưỡi dao đã bay vun vút vào trong nhà máy qua cánh cửa mở lớn và lao thẳng vào những kẻ đang bắn anh. Chu Nhược Mai đã sợ đến suýt ngất khi trông thấy vô số lưỡi dao đang lao vun vút qua cơ thể mình. À, à, à. những người đang chĩa súng bắn Lê Uy Long đã bị lưỡi dao bay qua cắm chúng và bắt đầu la hét đau đớn. Không bao lâu sau, tất cả những thành viên băng hổ báo đang phục kích ở cửa trước đều đã bị hạ bởi dao của chính chúng. Ngụy An Khánh và Trương Minh Thọ đang nấp trong một góc tối, cùng với một nhóm người khác của băng đảng, tất cả đều trở nên tái nhật sau khi chứng kiến cảnh này. Sức mạnh của Lê Uy Long thực sự vượt quá tưởng tượng của họ. Với nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu và từng bị phục kích không ít lần, Uy Long biết rằng ngay khi đột nhập vào trong nhà máy, anh sẽ bị tấn công dữ dội từ mọi phía, và nếu không cẩn thận, anh sẽ làm mất đi lợi thế của bản thân. Có trời mới biết ở trong đó có bao nhiêu tên, anh không thể mạo hiểm được. Hơn nữa, Chu Nhược Mai cũng đang bị treo ở giữa nhà máy, khó tránh sẽ có vài viên đạn lạc bay trúng người cô ấy nếu ở dưới có đấu súng. Để giải cứu Chu Nhược Mai khỏi cuộc phục kích từ mọi phía, anh cần phải hết sức cẩn trọng và suy tính thật kỹ lưỡng. Lệ Uy Long không quan tâm lắm đến việc mình có bị trúng đạn hay không, anh chỉ lo rằng Chu Nhược Mai sẽ vô tình bị bắn trúng. Tuy nhiên, trong lúc này, Lệ Uy Long không còn cách nào khác ngoài chấp nhận rủi ro. Nếu muốn bảo vệ Chu Nhược Mai để cô ấy không bị đạn lạc bắn chúng, anh sẽ tìm cách cứu cô ấy trước. Sau đó cố gắng bảo vệ cô ấy trong lúc chiến đấu với bọn chúng. Vì vậy, ngay sau đó, bằng một thao tác nhanh nhẹn và dứt khoát, Lệ Uy Long lao vút vào trong nhà máy, nhảy lên và cắt đứt sợi dây trói tay Chu Nhược Mai. Uy Long muốn cực một lần, nếu anh đủ nhanh khiến cho bọn chúng không kịp phản ứng, anh có thể cứu Chu Nhược Mai một cách vẹn toàn. chương 78 trốn chạy. Cuối cùng, sự thật diễn ra chứng minh rằng Lê Uy Long đã đúng. Những người đang trong vị trí phục kích vừa trông thấy đồng đội của mình chết dưới mưa dao bay của Lê Uy Long và vẫn còn chưa hết sốc. Vì vậy họ đã không kịp phản ứng khi Lê Uy Long đột nhiên xông vào. Trong khoảnh khắc, Lê Uy Long đã chạy vào với một tốc độ thần thánh và NSNS chóng cắt đứt sợi dây đang trói tay Chu Nhược Mai. Sợi dây vừa đứt, anh ta lập tức ôm ngang eo Chu Nhược Mai và cả hai cùng ngã xuống đất mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên bản thân Chu Nhược Mai cũng chưa kịp hoàn hồn. Còn trơ mắt ra nhìn à, bắn hắn ta nhanh lên, Ngụy An Khánh là người định thần lại đầu tiên và điên tiết gào lên. Nghe tiếng hét chói tai của Ngụy An Khánh, những thuộc hạ ở đó bắt đầu bình tĩnh lại và ngay lập tức bắn xối xả vào Lê Uy Long từ mọi hướng. Bằng, và ngoẹt, những tiếng súng dữ dội vang lên, vô số viên đạn bay vút về phía Uy Long và Chu Nhược Mai hai người lúc này đã trở thành mục tiêu duy nhất của cuộc tấn công ối chu nhược mai sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại cảm thấy rằng mình đã hoàn toàn rơi vào trận chiến kinh hoàng không lối thoát với quá nhiều súng và đạn bắn ra liên tiếp như vậy lê uy long không thể chặn lại tất cả chỉ với một thanh kiếm chặn được đạn bay về phía anh thì có thể nhược mai sẽ bị bắn trúng hoặc ngược lại như vậy thì quá nguy hiểm anh không dám làm liều vì vậy Lệ Uy Long ngay lập tức ôm chặt Chu Nhược Mai trong vòng tay và nhảy lên cao. Cái, cái quái gì thế? Quái, a a a. Những tiếng hét của đám côn đồ bỗng vang lên. Vì lúc này Lệ Uy Long đã nhảy lên và di chuyển bằng cách dẫm lên đầu bọn chúng. Khi anh và Chu Nhược Mai bất ngờ nhảy lên trên cao, những kẻ đang bắn anh đã nã đạn chúng vào chính những đồng bọn đứng đối diện của mình khiến cả một đám đông lực lượng chết ngay tại chỗ. Những tên đầu gấu này trông thì to khỏe dữ tợn, nhưng thực ra hầu hết chúng không có kinh nghiệm chiến đấu, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi những sai lầm ngu ngốc như vậy xảy ra. Ngụy An Khánh phải chứng kiến sự tấn công ngu ngốc của đàn em mình khiến lực lượng hao tổn quá nhiều, hắn ta tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên, các cơ mặt cao có như muốn bùng cháy và hắn hoàn toàn không nói nên lời. "Dừng lại ngay, chúng mày đang bắn ai thế hả?" Một lũ ngu, Ngụy An Khánh cuối cùng không chịu nổi nữa và hét lên giận dữ. Tuy nhiên trong sự hỗn loạn của cuộc bắn súng vừa nãy, rất nhiều người trong băng hổ báo đã chết dưới họng súng. Những kẻ sống sót còn lại thì đều mặt cắt không còn một giọt máu, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bọn họ hoàn toàn không biết phản ứng thế nào vào lúc này. Chu Nhược Mai đang được Lê Uy Long ôm và di chuyển giữa không chung, lúc này cô mới dám hé mắt nhìn ra và thấy rất nhiều người ngã bịch xuống vũng máu lớn và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau, cô chợt cảm thấy cơ thể mình dường như đang rơi xuống tuy nhiên ở trong vòng tay uy long khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn cảm giác hệt như đang phiêu lưu trong một giấc mơ vậy bất giác chu nhược mai cảm thấy rằng cho dù mình phải chết cùng với lê uy long như vậy thì cũng không có gì phải hối tiếc nữa tuy nhiên Lệ uy long làm sao có thể chết dễ dàng như thế được sau khi lê uy long vừa chạm chân xuống đất cùng với chu nhược mai trong tay anh ta lập tức nắm lấy cơ hội mà lao nhanh ra cửa uy long chỉ có một đoạn kiếm không có súng hay bất cứ vũ khí gì khác anh còn phải bảo vệ sự an toàn cho nhược mai nữa vì vậy anh không thể chiến đấu với bọn chúng quá lâu được đó chỉ là một hạ sách nhà máy này đã bị phục kích ở tất cả các phía thực sự quá nguy hiểm trước tiên anh phải chạy ra ngoài để thay đổi vị trí chiến đấu của mình như vậy may ra mới có cơ hội chiến thắng bùm văng văng ngụy an khánh vừa nhắc thấy bóng lê uy long nhảy ra cùng chu nhược mai thì vội vã bắn liên lịa về phía anh những thuộc hạ đang ở bên cạnh hắn cũng lập tức làm theo và bắn lê uy long liên tiếp tuy nhiên lê uy long sở hữu đôi chân với tốc độ của vận động viên điền kinh anh chạy nhanh đến mức đạn chưa kịp tới nơi thì người đã lao ra khỏi cổng nhà máy theo tao ngụy an khánh lại hét lớn nghiến răng giận dữ khi thấy lê uy long đã trốn thoát kế hoạch hành động lần này được đích thân bậc thầy quân sự võ trung hiếu chuẩn bị nó được coi là vô cùng hoàn hảo nhưng bọn chúng không ngờ đến cuối cùng lê uy long vẫn trốn thoát hiện giờ rất nhiều thành viên của băng đảng đã chết, thương vong ngoài sức tưởng tượng. Nếu Lê Uy Long vẫn không bị giết, Ngụy An Khánh thực sự không biết phải giải thích thế nào với Cao Kim Bình và những người còn lại khi trở về. Do đó, hắn ta quyết tâm phải giết Lê Uy Long bằng mọi giá. Chỉ cần giết chết được Uy Long, cho dù có bao nhiêu thuộc hạ phải chết, hắn ta cũng không màng. Trương Minh Thọ trông thấy Lê Uy Long trốn thoát, ông ta cũng rất hoảng loạn những tên côn đồ mà trương gia sắp xếp cho anh ta mang theo gần như đều đã chết cả, chỉ còn lại một vài tên phục kích trong nhà máy vẫn còn sống. Nếu Lê Huy Long trốn thoát, ông ta sẽ chẳng có mặt mũi nào quay về trương gia. Vì vậy, trương Minh Thọ cũng dồn hết sức bình sinh mà hét lớn, mau đuổi theo giết chết hắn. Không được để hắn thoát. Bị thúc giục, toàn bộ lực lượng còn lại của bang hổ báo và trương gia ngay lập tức chạy lao về phía cửa. Ngụy An Khánh và Trương Minh Thỏ cũng sốt ruột vô cùng, không thể ngồi yên một chỗ nữa, bèn nhanh chóng chạy ra cùng. Khi ra đến cửa, bọn chúng thấy chiếc xe Bugatti Veyron của Lê Uy Long vẫn đứng yên tại chỗ, trong khi Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã hoàn toàn mất dạng. Lúc này, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, tiếng mưa xối xả và gió thổi ầm ào tạo thành một bức màn mịt mù trắng xóa phía trước và nền trời âm u xám xịt. Tất cả bọn chúng đều không biết Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã đi đâu. Khi nãy Lê Uy Long vẫn bồng chu nhược mai trong tay, nên hắn chắc chắn không thể chạy nhanh được. Vậy tại sao cả hai lại có thể biến mất trong chớp mắt? Cả đám người đứng dưới mưa, bối rối nhìn xung quanh, rồi thình lình một lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng phía trên đầu họ. Trong khoảnh khắc sinh tử lúc nãy, sau khi Lê Uy Long chạy ra khỏi cửa lớn nhà máy cùng với Chu Nhược Mai bên cạnh, anh đã đoán rằng chúng sẽ đuổi theo ngay lập tức. Vì vậy, ngay khi vừa chạy ra khỏi cửa nhà máy, anh đã lập tức ôm Chu Nhược Mai nhảy lên một chiếc bục cao phía trên khuất sau cánh cửa. Sau đó, anh ra hiệu cho Chu Nhược Mai giữ im lặng và không được nhúc nhích, cả hai cứ yên vị ở trên đó chờ thời cơ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chu Nhược Mai phải trải qua một tình huống éo le như vậy, cô vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, chỉ biết lặng thinh phó mặc số phận mình cho Lê Uy Long. Cho dù Nhược Mai muốn chạy, cô cũng không dám nhảy xuống từ một nơi cao đến như vậy. Lúc này khi thấy người trong băng hổ báo và bè lũ trương gia đều đã chạy ra ngoài và đứng dưới mưa lê uy long mới nhảy ra khỏi chỗ nấp và lanh lẹ vung kiếm về phía chúng lực lượng của kẻ thù thực sự quá đông cho dù có chạy ra ngoài lê uy long biết rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ bị phát hiện đang nấp ở đó một trận chiến khốc liệt là không thể tránh khỏi thay vì rơi vào thế bị động như vậy tốt hơn là nên tận dụng sự lơ là không phòng bị của chúng và ra tay trước nếu không chẳng may mà chúng phát hiện ra anh đang đứng trốn phía trên với Chu Nhược Mai, cả hai coi như sẽ cùng đường và không còn nơi nào để trốn thoát. Xoẹt! Các thành viên trong bang hổ báo và người của Trương gia còn chưa kịp phản ứng gì thì một người trong số chúng đã bất ngờ bị Lê Uy Long xẻ làm đôi từ trên xuống dưới. Nhưng tia máu nóng hổi bắn ra xối xả khiến ai nấy vừa bàng hoàng vừa ghê sợ, tất cả đều trợn mắt nhìn mà không thể thốt lên lời nào. Lúc này, Lê Uy Long bỗng từ trên một góc cao nhảy xuống giữa đám đông. Vừa nhảy xuống giữa đám người, anh lập tức giơ ngang thanh kiếm và quay tròn một vòng tại chỗ. Khó mà đong đếm được đã có bao nhiêu máu bắn ra, sự việc xảy ra quá nhanh đến mức những người đứng xung quanh anh lúc ấy chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cắt ngang bụng và chia cơ thể thành hai mảnh. Rư, giết nó, Ngụy An Khánh, người vừa chạy ra tới cửa, ngay lập tức hét giống lên khi trông thấy Lê Uy Long xuất hiện giữa đám đông đám côn đồ bang hổ báo và trương gia đang có mặt ở đó nghe tiếng hét thì đã lấy lại tinh thần và xông vào Lê Uy Long. Tuy nhiên, bây giờ thế trận đã trở thành một cuộc chiến giáp lá cả ở cự ly gần, ở khoảng cách này súng của chúng đã không còn hữu dụng nữa. Làm sao chúng có thể đấu lại Lê Uy Long, một người đang mang đoạn kiếm? Nếu bọn chúng bắn một cách tùy tiện, chắc chắn sẽ chúng phải đồng bọn. Dĩ nhiên không ai dám ra tay lúc này tất cả bọn chúng đều đang do dự tìm cách giết Lê Uy Long mà không liên lụy đồng bọn, đây chính là cơ hội ngàn năm có một cho anh. Uy Long giữ chặt thanh kiếm rồi nhanh chóng chém theo một vòng tròn, và lần lượt tất cả những người đứng trong tầm sải của lưỡi kiếm đều ngã gục xuống đất. Một trận chiến mới đã lại bắt đầu. chương 79 đại bại. Chu Nhược Mai vẫn đang đứng trên chiếc bục phía sau cánh cửa lớn và chứng kiến tất cả những cảnh tượng đẫm máu này. Cô đưa hai tay ôm miệng, đôi mắt đỏ lên ngấn nước, cả cơ thể run rẩy vì kinh hãi. Lệ Uy Long không hề muốn Chu Nhược Mai phải nhìn thấy một cảnh đáng sợ như vậy, nhưng hiện giờ tình thế bắt buộc, anh không còn lựa chọn nào khác, điều quan trọng nhất lúc này là phải diệt trừ kẻ thù trước, bảo vệ tính mạng cho Nhược Mai. Lệ Uy Long của hiện giờ giống như một con sói đói vừa lao vào bầy cừu và chỉ trực chờ giết thịt chúng. Chẳng mấy chốc, một phần ba đám côn đồ đã bị thủ tiêu dưới thanh kiếm giận dữ của anh, một cuộc phục kích tưởng chừng hoàn hảo giờ đây đã bị Lê Uy Long biến thành một cuộc thảm sát. Trương Gia và Bang Hổ báo hẳn là rất thất vọng. Tuy nhiên, người của Bang Hổ báo cũng rất ngoan cố, bọn chúng vẫn chưa chịu thua và cố gắng chống trả bằng cách nhặt những con dao rơi trên mặt đất để tấn công về phía Lê Uy Long. Nhưng có vẻ bọn chúng đã không biết lượng sức mình, hơn 200 người tấn công bằng dao khi nãy đều đã bại dưới tay Lê Uy Long. Vậy thì vài người còn lại có thể trở thành đối thủ của anh sao? Về phần Lê Uy Long, lúc này dường như trong tiềm thức của anh không còn bất cứ gì khác ngoài chém giết, anh cứ say sưa vung kiếm khắp xung quanh, màu máu đỏ tung tóe khắp nơi, hòa vào màn mưa mù mịt, một mùi tanh nồng của thịt và máu len lỏi trong luồng không khí ngột ngạt. Tất cả tạo thành một khung cảnh kinh dị, thảm khốc và đầy bi thương. Chỉ với một thời gian ngắn, hơn một nửa số thành viên của băng hổ báo và trương gia đã bị giết chết, số còn lại đều bị đả thương. Thấy tình hình không ổn. Ngụy An Khánh buộc phải tự mình dùng súng bắn Lê Uy Long. Trước tình huống này, Ngụy An Khánh chấp nhận hy sinh cả người của mình, miễn sao có thể giết được Lê Uy Long. Hắn ta không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa, chỉ cần Lê Uy Long chết là được. Băng, bằng, có tiếng súng nổ vang lên. Á, à, một vài thành viên của băng hổ báo bỗng ngã gục xuống đất. Những người còn lại đều sửng sốt, tưởng rằng quân tiếp viện của Lê Uy Long đã đến, nên họ lập tức nhìn theo hướng phát ra tiếng súng tuy nhiên những người này chỉ thấy ngụy an khánh đang cầm súng đứng đó nhìn chằm chằm về phía họ miệng vẫn đang phì phèo hút thuốc trong lòng mỗi người bất giác hiểu ra rằng chính gã thủ lĩnh này đã bắn họ không ai có thể ngờ rằng chỉ vì muốn giết lê uy long vị thủ lĩnh mà họ vô cùng nể trọng đã muốn lấy chính họ làm vật hy sinh ngay khi ngụy an khánh định bắn uy long thêm lần nữa anh đã phát hiện ra và lập tức đá một con dựa dưới đất về phía hắn. Thấy một con dao dựa đang lao vun vút trong không trung và chuẩn bị bay về phía mình, Ngụy An Khánh kinh hãi trợn tròn mắt, đôi đồng tử như thể sắp rơi ra. Trương Minh Thọ, người đang đứng bên cạnh Ngụy An Khánh lúc này, thấy hắn ta quá choáng váng không biết tự tránh đi, ông ta liền vội vàng đẩy hắn ra. Ngụy An Khánh vừa bị đẩy ra thì con dao dựa đã bay sượt qua người hắn và Trương Minh Thọ, suýt soát đến nỗi đã kịp để lại trên gương mặt xấu xí của hắn một vết cứa nhỏ. Thoát chết trong gang tấc, cả Ngụy An Khánh và Trương Minh Thọ đều thất kinh hồn vía và đổ mồ hôi đầm đìa. Hai gã thủ lĩnh này đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong tích tắc, nhưng đâu phải có thể may mắn như thế mãi. Bọn chúng tự cảm thấy rằng không nên nán lại đây lâu thêm nữa. Sức mạnh của Lệ Uy Long hoàn toàn vượt quá trí tưởng tượng của họ. Còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì nguy cơ bị giết lại càng cao và thế là ngay sau đó hai kẻ hèn nhát vội vã bỏ chạy. Dù sao thì cuộc phục kích này cũng đã thất bại rành rành, so với thể diện thì mạng sống vẫn quan trọng hơn. Chạy ngay bây giờ thì có lẽ còn giữ được mạng. Đám đàn em còn lại đang chiến đấu với Lê Uy Long thấy thủ lĩnh của mình đều đã bỏ chạy, chúng trở nên hoang mang vô cùng và chẳng bao lâu sau cũng co giò chạy tán loạn. Lê Uy Long có sống hay là chết bọn chúng cũng không muốn quan tâm nữa. Cuối cùng, tất cả bè lũ trương gia và băng hổ báo đều đã đại bại lê uy long cũng không để cho bọn chúng đi dễ dàng như vậy để ngăn chúng quay lại anh tiếp tục đá những con dao trên mặt đất về phía đám đông đang bỏ chạy tán loạn như một bầy vịt phía trước vô số dao dựa bay đi vun vút như thể chúng được một vận động viên ném bằng tay thuật, lao thẳng về phía đám tàn quân của băng hổ báo và gia đình họ trương á á á những tên chậm chạp hơn chạy phía sau đã bị dính dao của lê uy long Chúng chỉ kịp hét lên đau đớn trước khi ngã nhào xuống đất. Đám người chạy phía trước ngoái ra sau và thấy đồng bọn của mình đã bị giết chết, chúng càng sợ hãi hơn và cắm đầu cắm cổ chạy nhanh nhất có thể. Lúc này họ chỉ muốn tự cứu lấy mình nên càng cố gắng chạy một cách tuyệt vọng và không dám nhìn lại. Chu Nhược Mai đã được chứng kiến chồng mình đánh bại cả mấy trăm người băng đảng hổ báo và đám tay chân của Trương gia chỉ với một thanh kiếm cũ. Cô thực sự không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa cô cứ nghĩ rằng lần này đã gặp họa diệt thân chắc chắn không còn đường sống nào ngờ lê uy long đã xuất hiện và hoàn toàn lật ngược tình thế nhưng đây rốt cuộc có phải là chuyện vui hay không cô cũng không chắc nữa trong lòng cô lúc này chỉ tràn ngập sợ hãi những cảnh máu me khi nãy đã ám ảnh đầy tâm trí chẳng mấy chốc đám tàn quân của băng hổ báo và trương gia đã biến mất không còn lấy một dấu vết lê uy long cũng không muốn đuổi theo chúng nữa việc cấp bách nhất là phải nhanh chóng đưa Chu Nhược Mai rời khỏi đây. Vì vậy, anh quay lại đưa mắt tìm Chu Nhược Mai ở phía sau cánh cửa nhà máy và nói, Nhược Mai, mọi chuyện ổn rồi, chúng ta mau đi thôi. Nghe được giọng nói của Lê Uy Long, Chu Nhược Mai dần chấn tĩnh lại và bắt đầu nhìn xuống đất. Lúc này cô mới nhận ra mình đang đứng ở một nơi cao cách mặt đất khoảng 5 mét, liền run rẩy nói, trời, thế này, làm sao em có thể nhảy xuống từ độ cao này cơ chứ? Đừng lo, em cứ nhảy đi, anh sẽ đỡ bên dưới." Lê Uy Long Trần An. "Không được đâu, nó cao lắm, bắt em nhảy xuống thế này chẳng khác nào muốn giết em." Chu Nhược Mai giận dữ nói. "Anh đã nói rồi mà, anh sẽ đỡ em ở bên dưới." "Em không tin anh sao?" Uy Long nói và thầm bật cười trong lòng, không ngờ Chu Nhược Mai lại nhát như vậy, biểu cảm của cô ấy lúc này thực sự rất dễ thương. "Chịu thôi, em không dám nhảy đâu." lỡ như anh không đỡ được thì chẳng phải em sẽ ngã què chân sao chu nhược mai nhăn nhó nói được rồi được rồi vậy giờ anh sẽ lên đó và đưa em xuống lê uy long cũng đành cạn môn trước nỗi sợ độ cao này của chu nhược mai và không còn cách nào khác nói xong anh liền nhảy lên chiếc bục cao vòng tay ôm quanh eo nhược mai và nói trêu chọc ra là em thích như vậy hả ai thích chứ anh thôi đi chu nhược mai phụng phịu nói và đỏ bừng mặt Cô đã thấy kỹ năng của Lê Uy Long nhiều lần, cô cảm thấy an tâm hơn khi được anh hộ tống xuống phía dưới, chứ đâu phải vì thích ôm ấp như vậy. Lê Uy Long mỉm cười im lặng và ôm chầm lấy vợ mình, bằng một động tác chuyên nghiệp nhảy nhẹ nhàng xuống bên dưới. Khi đã tiếp đất an toàn, Chu Nhược Mai nhìn thấy rất nhiều xác chết bê bết máu nằm la liệt dưới chân mình, cô vô cùng hoảng sợ và run rẩy nói, anh đã giết nhiều người như vậy, không sợ bị cảnh sát và hội đồng pháp luật thành phố hỏi tội sao? Đừng lo, anh có cách riêng của mình." Lê Uy Long bình thản nói, "Đúng là anh ta đã gây ra một sự việc vô cùng chấn động, hội đồng pháp luật thành phố chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nhưng ngay khi bọn họ có ý định bắt anh, Uy Long sẽ ngay lập tức phái lực lượng đặc nhiệm và sư đoàn tinh nhuệ đóng quân bên ngoài thành phố tới." "Thật chứ? Vậy thì mau rời khỏi nơi này thôi." Chu Nhược Mai không có tâm trạng để lo xa quá nhiều, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi nơi chết chóc này càng sớm càng tốt. "Được." Lê Uy Long nói anh cũng không muốn ở lại đây lâu vì trời đang ngày càng mưa to chu nhược mai đã bị ngấm nước mưa cô phải về nhà ngay và thay đồ trước khi bị cảm lạnh vì vậy uy long cầm theo thanh kiếm dài của cha và cùng chu nhược mai đi về phía chiếc bugatti veyron của mình mặc dù chu nhược mai vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt nhưng lúc này được tay trong tay với uy long tảo bộ dưới mưa cô cảm thấy hết sức an toàn đây là lần đầu tiên cô và lê uy long đi dạo dưới mưa và nắm tay nhau đối với nhược mai mà nói việc này quả thực là một khoảnh khắc lãng mạn chưa từng có sau khi lên xe uy long trực tiếp lái xe và đưa chu nhược mai về nhà nhược mai bất giác nhớ lại cảnh lê uy long chiến đấu với hàng trăm người lúc nãy cô không dám tin rằng bây giờ mình đã thực sự thoát khỏi nguy hiểm cảm giác này giống như vừa thức dậy sau một cơn ác mộng khiếp đảm sợ hãi bâng khuâng và đầy hồi hộp chứng kiến cách lê uy long giết người vừa rồi nhược mai thậm chí còn cảm thấy sợ và lo lắng hơn nếu phải nói với anh về việc mẹ cô đã đuổi ông dương đi như thế nào nếu anh ấy biết được cái chết của cha mình có liên quan trực tiếp đến mẹ cô hậu quả sẽ không thể nào lường trước được vì vậy mặc dù chính chu nhược mai cũng không ưa nổi tính khinh người của to lệ bình nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể phản bội mẹ ruột của mình nếu còn có thể giúp bà ấy che giấu cô vẫn sẽ làm chấm sau khi trốn thoát nguyễn an khánh tìm cách trở lại lãnh thổ bang hổ báo trình báo lại với cao kim bình và võ trung hiếu về sự thất bại của kế hoạch cả hai người này nghe được đều bị sốc và không tin nổi vào tai mình kế hoạch của chúng ta đã được sắp xếp chi ly hoàn hảo đến vậy làm sao mà lại thất bại được cao kim bình hay tin rất nhiều anh em trong bang đã bị giết nhưng không lê uy long lại không hề hấn gì hắn nổi giận đùng đùng và lập tức hỏi lại nguyễn an khánh kế hoạch của anh lớn và võ trung hiếu thực sự hoàn hảo nhưng, nhưng chúng ta thực sự đã đánh giá thấp sức mạnh của Lê Uy Long. Hắn ta thực sự là một cỗ máy giết người, hơn 200 người nhà họ Trương bị hắn giết chết trong nháy mắt. Không những không giết được hắn mà lực lượng của chúng ta còn bị tổn thất nặng nề. Ngụy An Khánh cố gắng phân trần. "Không phải các anh yêu cầu phục kích hắn ta bằng súng sao? Một cây dao của hắn mà có thể đánh bại bao nhiêu họng súng của anh em trong bang như vậy sao?" Võ Trung Hiếu cau mày hỏi chúng tôi cũng răng sẵn một cuộc phục kích trong nhà máy theo kế hoạch của anh với tất cả số súng đạn mà chúng tôi được cấp nhưng hắn ta mạnh đến nỗi có thể lấy dao ngăn đạn thật tôi chưa bao giờ được chứng kiến một việc phi lý như thế trên đời nên chúng tôi không thể nào giết được hắn ngụy an khánh vừa nói vừa vung tay minh họa dùng dao để chặn đạn lê uy long này lại có thể chặn đạn bằng dao cao kim bình nghi ngờ hỏi vâng anh lớn tất cả những anh em trốn thoát đều có thể làm chứng Ngụy An Khánh cố gắng vất vát. Những kẻ chạy thoát khỏi cơn cuồng phong của Lê Uy Long đều lần lượt đứng ra làm chứng cho điều phi lý mà Ngụy An Khánh vừa nói. Những gì anh Ngụy An Khánh nói đều là sự thật và tôi có thể làm chứng, hắn như một người ngoài hành tinh. Hắn chỉ dùng một con dao mà có thể lia đứt đôi người không biết bao nhiêu anh em của chúng ta. Chết tiệt. Đúng, thật kinh khủng, tôi thì cho rằng hắn ta là một tên ma kiếm. Các anh chưa nghe thấy bao giờ sao? chỉ cần hắn ta vung dao lên là anh em trong bang ngã xuống như ngả giả. Hình như hắn ta không hề bị một vết thương nào, khủng khiếp. Chúng ta có hàng trăm người mà không thể làm cho hắn xước sát một cái móng chân. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, thật tôi chưa bao giờ thấy một người nào lại mạnh mẽ như vậy. Tôi thậm chí còn nhìn thấy hắn ta bắn cả nước mưa để giết người. Cây, tre và đá hắn ta đều có thể dùng như dao kiếm. Lệ Uy Long đó như một con quỷ vậy cho dù có thêm bao nhiêu người đi nữa chúng ta cũng không thể nào giết nổi hắn ta với nỗi kinh hoàng vừa phải trải qua những lời kể về lê uy long từ miệng bọn chúng ngày càng xa sự thật chúng nói về anh như nói về một vị thần thiêng liêng bất tử bởi vì thực hiện thất bại nhiệm vụ lần này thì chúng chỉ còn cách tô vẽ cho lê uy long trở nên phi thường hơn mới bớt đi phần trách nhiệm khi đứng trước những hình phạt khủng khiếp mà anh lớn đang chuẩn bị dành cho chúng những điều này đều được bàn bạc khi chúng cùng Ngụy An Khánh bỏ chạy khỏi hiện trường vụ hỗn chiến. Cao Kim Bình và Võ Trung Hiếu nghe bọn Lâu La nói mà toát mồ hôi đầm đìa. Mặc dù hai kẻ cầm đầu này không hoàn toàn tin vào câu chuyện mà bọn đàn em đang thao thao bất tuyệt, nhưng sự thực không thể phủ nhận là một mình Lê Uy Long đã giết mất bao nhiêu thuộc hạ của cả nhà họ Trương và của cả bang Hổ Báo. Chứng tỏ hắn thực sự rất mạnh, nếu không chẳng lẽ những kẻ kia đều tự sát cả hay sao? quân sư, anh có ý kiến gì không? Cao Kim Bình dối rắm và hoang mang, đành hỏi Võ Trung Hiếu một lần nữa. Lệ uy Long này thực sự rất đáng sợ, theo tôi chúng ta tạm thời lại tiếp tục án binh bất động. Võ Trung Hiếu trầm ngâm nói. Nhưng rất nhiều anh em trong bang đã bị hắn giết, nếu ở yên mà không hành động thì mặt mũi của bang hổ báo chúng ta biết để ở đâu. Cao Kim Bình nóng nảy nói. Anh lớn, anh nên nhớ Lê Uy Long không chỉ giết nhiều người của chúng ta mà còn giết rất nhiều tay chân của Trương Gia nữa. Gia đình họ Trương kia nhất định không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được đâu. Để giảm bớt thương vong không cần thiết, trước tiên chúng ta cứ tỏa sơn xem hai hổ đấu. Rồi khi đó mới có hành động tiếp theo cũng chưa muộn. Võ Trung Hiếu thâm trầm. Ừm, vậy đánh nghe anh, trước mắt chúng ta khan hành động tiếp. Cao Kim Bình nói. Trương 80 mượn giao giết người. Tại Trương Gia sau khi cùng vài tay chân còn sống sót ba chân bốn cẳng chạy trở về, gã quản gia Trương Minh Thọ đành báo cáo nhiệm vụ thất bại với bà Trương, tạ Ngọc Liên. Nghe tin, tạ Ngọc Liên bị sốc, không những Lê Uy Long không bị giết mà mấy trăm tên lâu la nhà bà ta còn không được chết toàn thây. Cái gì, Trương Minh Thọ, kế hoạch này hoàn hảo như thế làm sao lại có thể thất bại được chứ? Tạ Ngọc Liên giật nảy mình. Bà Trương, vấn đề chỉ là do Lê Uy Long quá mạnh, thậm chí hàng trăm người trong chúng ta cũng không thể giết một mình hắn ta trương minh thọ nói với một khuôn mặt buồn bã hàng trăm người đối phó với một lê uy long mà còn không giết nổi hắn ta ngược lại còn bị hắn ta giết cho gần hết nói xem hắn ta có ba đầu sáu tay à? tạ ngọc liên tức giận hỏi mặc dù lê uy long không có ba đầu sáu tay nhưng hắn ta còn đáng sợ hơn là có ba đầu và sáu cánh tay thưa bà kiếm thuật của hắn thật sự đáng sợ hơn 200 người của nhà chúng ta tập kích hắn cùng một lúc mà không làm hắn dụng một sợi tóc. Thật trong đời tôi, chưa bao giờ tôi thấy việc gì kinh khủng hơn như thế cả. Cũng như Ngụy An Khánh, Trương Minh Thọ cố gắng phân trần. Hắn ta mạnh như vậy kia à, tạ Ngọc Liên kinh hoàng. Vâng, tứ quan gia tài giỏi thế nào bà cũng biết. Vậy mà chẳng phải ông ấy cũng bị đánh bại bởi một cú đấm của Lê Uy Long trong ngày mừng thọ của bà đấy sao? Gã Lê Uy Long này thực sự vượt qua tưởng tượng của chúng ta trương minh thọ tiếp tục giải thích nhưng bang hổ báo không có súng à dao kiếm của chúng ta không giết được hắn thế súng của bọn họ lại không thể làm gì được hắn ta sao tạ ngọc liên hỏi lại tay chân của bang hổ báo đương nhiên phục kích hắn ta bằng súng nhưng bà có tưởng tượng nổi không hắn ta dùng dao chặn đạn thực sự là dùng dao chặn đạn bao nhiêu khẩu súng nhằm thẳng về phía hắn mà bắn nhưng chỉ với một cây dao trong tay hắn không hề xây xước đến cả cái móng chân hắn có sức mạnh vượt tầm chúng ta có thể nghĩ, hình như không có gì mà hắn không thể làm được cả. Trương Minh Thọ gắng giải thích. Tạ Ngọc Liên nghe mà mồ hôi lạnh tuôn ra đầy đầu. Bà ta đã sống gần hết đời mà chưa bao giờ nghe nói về một người mạnh mẽ như vậy trên đời. Lúc này, Trương Minh Thọ nói tiếp, bà Trương, Lệ Uy Long nói trong bữa tiệc mừng thọ của bà ngày hôm đó, 7 ngày sau hắn sẽ tổ chức một đám tang lớn cho cha nuôi Dương Văn Đoàn của hắn và sẽ đến lấy mạng cậu Trương. Đến bây giờ thì tôi e rằng đó không phải là lời nói suông của hắn ta nữa. Bây giờ ba ngày đã trôi qua, chỉ còn lại có bốn ngày thôi. Bà phải tìm cách nhanh lên. Trương Minh Thọ nhắc nhở. Mấy lời của Trương Minh Thọ như xét đánh ngang tay những người đang có mặt trong phòng. Nỗi sợ hãi về cái chết treo lơ lửng trên đầu chưa bao giờ hiển hiện rõ ràng đến thế. Vốn chỉ cho rằng kẻ càn rỡ Lê Uy Long chỉ dọa dẫm một phen nhưng bây giờ tình hình đổi khác, không ai còn có thể nghĩ theo hướng đó nữa. Hắn đã dám cho Trương ra thời hạn 7 ngày thì hắn vô cùng tự tin rằng với bất cứ thủ đoạn nào hắn ta cũng có thể ra tay lấy mạng cháu đích tôn của Trương ra được. Làm sao bây giờ, mẹ ơi, mẹ có cách gì không? Nếu không Trương ra chúng ta sẽ thực sự bị hắn phá hủy. Phan Hoài Lan khóc lóc thảm thiết. Bình tĩnh, hoảng loạn thì được ích gì? Không phải là còn 4 ngày sao? Tạ Ngọc Liên gắng bình tĩnh. Nhưng 4 ngày sẽ trôi qua trong chớp mắt, Chúng ta không thể ngồi và chờ đợi được." Phan Hoài Lan nói. "Mẹ ơi, có vẻ như đến lúc con phải nhờ anh con giải quyết vấn đề này rồi." Lúc này, Trương Minh Nghị cũng nóng nảy xen vào. "Anh trai của con đang nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong thành phố. Theo mẹ chưa cần phải nhờ đến anh con đối phó với một Lê Uy Long này đâu." Tạ Ngọc Liên do dự. "Gia đình họ Trương chúng ta sắp bị phá hủy trong tay kẻ khác. Con không nhờ anh ấy vào lúc này thì còn đợi đến khi nào nữa?" trương minh nghị lo lắng không yên con không hiểu con cẩn thận một thì những người nắm quyền cao chức trọng như anh của con còn phải cẩn thận hơn gấp trăm lần vị trí càng cao thì làm gì cũng càng nguy hiểm mỗi bước đi của anh con giống như đi trên băng mỏng một chút bất cẩn thôi là rơi xuống vực thẳm ngay con có hiểu không anh con là một tài năng hiếm gặp vì thế đừng vội vàng đưa anh con ra gánh lấy những rủi ro như thế này tạ ngọc liên tính toán không nhờ đến anh con thì mẹ đã nghĩ đến một cách nào khác chưa trương minh nghị càng sốt ruột hơn ừm mẹ nghĩ ra cách này chắc chắn sẽ ổn tạ ngọc liên mỉm cười nói cách gì trương minh nghị tò mò hỏi gần đây lê uy long đã giết rất nhiều người tối nay hắn lại giết thêm hàng trăm người nữa vậy thì chúng ta có thể nhờ pháp luật vào cuộc cảnh sát có súng hắn ta có dám chống lại người thi hành công vụ không mà một khi đã rơi vào tay cảnh sát rồi thì chúng ta thiếu gì cách để trừ khử hắn. Những lời tạ Ngọc Liên vừa nói khiến tất cả vỡ hòa. Bà Trương thực sự cao minh. Bà nội muốn lợi dụng pháp luật để thoát khỏi Lê Huy Long. Kế hoạch của bà nội thật tuyệt vời vô cùng. Cảnh sát đương nhiên có thể nổ súng khi cần thiết. Hắn ta giờ có mọc cánh cũng không thoát được. Tội lỗi của hắn quá tàn ác, quá rõ ràng. Hắn có chạy lên trời cũng không thoát nổi lâu nay trương gia chúng ta có mối quan hệ tốt với giám đốc công an thành phố Hoàng Minh Yên. Nhờ ông ta thêm chút thì át hẳn ông ta sẽ có lời với cấp dưới. Chúng ta có thể yên tâm rồi, tên Lê Uy Long hãy chờ mà ăn cơm tù trong tương lai. Chắc gì hắn còn cơ hội ăn cơm tù, ha, ha. Cả hội tranh nhau nói, không ngừng tán thưởng âm mưu mượn giao giết người giết người của bà Trương Tạ Ngọc Liên. Lúc này, Tạ Ngọc Liên mỉm cười và nói, thôi đừng nói chuyện vớ vẩn nữa nhanh chóng giúp ta sắp xếp một cuộc gọi tới giám đốc Hưng ngay. chương 81 những lo lắng ban đầu. Biệt thự đồi mây. Cuối cùng Lê Uy Long và Chu Nhược Mai cũng về đến nhà. Nguyễn Tú Hằng kinh ngạc khi thấy cả hai đều ướt súng. Hai người đã làm cái gì thế? Làm thế nào lại có thể bị ướt hết như thế này? Nguyễn Tú Hằng hỏi. Rõ ràng cô thấy Lê Uy Long đi ra ngoài với một con dao lớn. Không phải anh ta vừa đi giết người trở về đấy chứ? sao lại còn ướt xuống cùng với Chu Nhược Mai thế này? Không có gì, Lê Uy Long không muốn nói về những gì vừa xảy ra. Nhược Mai, cậu vừa đi dạo dưới mưa cùng với Lê Uy Long đấy à? Thật là lãng mạn ghê, thấy Lê Uy Long thở ơ, cô đành quay sang Chu Nhược Mai. Trời, cậu có trí tưởng tượng thật là phong phú, đi dạo cái gì, tớ vừa bị bắt cóc, Chu Nhược Mai đành giải thích. Cái gì, cậu bị bắt cóc, Nguyễn Tú Hằng kinh ngạc kêu lên đúng vậy chu nhược mai nói kẻ nào bắt cóc cậu nguyễn tú hằng hỏi nhanh băng hổ báo và trương gia đã bắt cóc tớ chu nhược mai trả lời thế làm thế nào mà cậu thoát được nguyễn tú hằng lắp bắp hỏi tiếp lê uy long đã cứu tớ chu nhược mai nhẹ giọng câu trả lời của chu nhược mai ngay lập tức tháo bỏ những thắc mắc trong lòng nguyễn tú hằng ra là anh ta đã mang con dao lớn ra ngoài là để cứu cô bạn thân nhất của mình anh ta đã cứu cậu khỏi tay bọn chúng như thế nào?" Nguyễn Tú Hằng háo hức hỏi, như không muốn bỏ lỡ một bộ phim ly kỳ gay cấn. Chu Nhược Mai đại khái kể lại cho Nguyễn Tú Hằng nghe về trận chiến long trời lở đất mà Lệ Uy Long vừa mới trải qua để cứu cô ra. Nguyễn Tú Hằng như bị thôi miên khi nghe từng lời Chu Nhược Mai nói. Cô biết Lệ Uy Long vô cùng tài giỏi nhưng cô không ngờ từ tài giỏi bây giờ không đủ để miêu tả về anh ta nữa anh ta thực sự phi thường khi chỉ bằng một cây dao lại có thể giết chết hàng trăm người và cứu Chu Nhược Mai ra khỏi làn mưa đạn. Mặc dù Chu Nhược Mai chỉ kể lại ngắn gọn và không thực sự chi tiết, nhưng trí tưởng tượng của một nhà văn vô cùng có ích trong việc giúp Nguyễn Tú Hằng bù lại những đoạn tóm tắt để có thể hình dung ra khung cảnh ly kỳ và kịch tính của trận chiến. Cô cảm thấy hơi hối hận, biết vậy cô đã bí mật đi theo Lê Uy Long để có thể chiêm ngưỡng phong thái phi phàm của người đàn ông đó. Cô thậm chí còn tưởng tượng đến một ngày mình là người bị bắt cóc và rồi chính Lê Uy Long ra tay anh hùng cứu cô khỏi hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Anh ta thậm chí còn rất giống với nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết của cô. "Uy Long, anh đã giết rất nhiều người, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh chứ?" Lúc này, Chu Nhược Mai hỏi vẻ rất lo lắng. "Không, là chính chúng đã có hành vi bắt cóc và tấn công tôi trước. Tôi chỉ giết chúng để tự vệ, vì vậy sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra được đâu." Lê Uy Long nói: Anh không biết đó thôi, gia đình họ Trương có mối quan hệ vô cùng thân thiết với giám đốc công an thành phố Hoàng Minh Yên. Tôi sợ hành động của anh vốn chỉ là hành động tự vệ nhưng bàn tay nhào nặn của họ lại biến nó thành tội giết người. Tôi, tôi thực sự lo lắng cho anh." Chu Nhược Mai nói: "Đừng quên, tôi có công cứu ngài Vũ Hải, người đứng đầu chiến trường miền Nam. Nếu họ dám bắt tôi, tôi sẽ nhờ Vũ Hải giúp đỡ." Lệ Uy Long phải vin tới cả Vũ Hải để Chu Nhược Mai bớt lo lắng cho mình. Nếu cảnh sát bắt anh ta, Lệ Uy Long sẽ không tìm tới Vũ Hải nhờ trợ giúp mà sẽ trực tiếp hạ lệnh cho lực lượng đóng bên ngoài thành phố giải quyết việc này. Vũ Hải đã tổ chức đám cưới cho anh, nếu anh gặp bất chắc lần này, liệu ngài ấy có giúp anh nữa không? Chu Nhược Mai hỏi lại. Em yên tâm, ơn cứu mạng đâu phải dễ dàng trả hết bằng một đám cưới như vậy được. Lệ Uy Long mỉm cười hy vọng điều đó là sự thật, Chu Nhược Mai tạm yên tâm hơn khi nghe Lê Uy Long quả quyết. Em hãy đi tắm và thay quần áo đi kẻo bị cảm lạnh. Nhìn cơ thể ướt súng của Chu Nhược Mai, Uy Long ân cần lo lắng. Được rồi, tôi sẽ đi tắm trước, cơn ớn lạnh làm cô sởn cả gai ốc. Nếu không phải nghe lời anh nhắc nhở chắc cô vẫn không nhớ ra rằng mình từ đầu tới chân đều ướt đẫm nước mưa. Vì vậy cô về phòng để đi tắm. Mỗi phòng trong biệt thự đều có phòng tắm riêng. Lê Uy Long cũng vào phòng đi tắm. Không ai còn ở lại nên Nguyễn Tú Hằng cũng đành theo Chu Nhược Mai về phòng của hai cô. Tắm xong, Lê Uy Long bấm số gọi Thiên Thành. Từ lúc công bố rằng anh chỉ là một chiến binh cấp cao giả mạo của đội quân Đại Long, Thiên Thành không cả dám ra ngoài vì sợ bị chế giễu. Anh ta ở trong khách sạn cả ngày, cả ngày buồn chán, giờ thấy cuộc gọi của Lê Uy Long, Thiên Thành ngay lập tức vồ lấy chiếc điện thoại. "Anh Long, anh gọi tôi muộn thế?" Thiên Thành hỏi vừa nãy bang hổ báo và trương gia đã liên kết với nhau bắt cóc vợ tôi. Lệ Uy Long bắt đầu câu chuyện. Cái gì, bọn cặn bã dám tấn công chị dâu tôi, tôi phải đi giết sạch bọn chúng để cứu chị ấy, thiên thành giận dữ nói. Không, tôi đã giải cứu cô ấy rồi, Lệ Uy Long nói. Anh Long, anh đi cứu chị dâu, tại sao anh không gọi tôi đi với? Thiên Thành chắc chắn Lê Uy Long có thể tự mình giải cứu Chu Nhược Mai, nhưng anh hối hận vì đã không có cơ hội được trợ giúp cho vị cấp trên mà anh vô cùng sùng kính thời gian không có nhiều chúng cũng không đồng ý để ai đến đó ngoài tôi vì vậy tôi mới đi mà không gọi cậu lê uy long giải thích anh long chị dâu tôi đã được cứu rồi vậy anh gọi điện chắc muốn phân phó cho tôi thêm việc gì khác nữa phải không thiên thành hỏi đúng vậy tối nay khi tôi đi cứu nhược mai tôi đã giết chết hàng trăm đồng đảng của bang hổ báo và gia đình nhà họ trương đây thực sự là một vấn đề lớn. Vì vậy tôi muốn nói trước với cậu, nếu tôi bị cảnh sát bắt, cậu hãy để Lưu Bảo Kim lãnh đạo đội quân của chúng ta xử lý việc này ngay lập tức Lê Uy Long căn dặn. Vâng, tuân lệnh Lê Soái. Thiên Thành biết rằng đây là lệnh chính thức từ Lệ Uy Long nên khẩn trương ngay lập tức. Anh ta đã đợi lệnh của Lê Uy Long trong một thời gian dài. Bây giờ nhận lệnh chính thức, chỉ cần Lê Uy Long bị chạm tới một sợi tóc, anh ta sẽ ngay lập tức thông báo cho lưu bảo kim thống lĩnh sư đoàn đang chờ đợi tiến vào thành phố sau khi tắm và thay quần áo chu nhược mai bắt đầu hắt hơi liên tục nhược mai không phải là cậu bị cảm lạnh rồi đấy chứ nguyễn tú hằng hỏi tớ không biết có khi là vậy chu nhược mai nói thu hằng đặt tay vào chán của bạn mình và ngay lập tức giật nảy mình trời chán cậu nóng quá cậu sốt cao rồi để tớ gọi uy long chúng tớ sẽ nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện. Nói xong, Nguyễn Tú Hằng vội vã bước ra khỏi phòng và gõ cửa phòng Lê Uy Long. Uy Long, ra ngoài nhanh. Đúng lúc Lê Uy Long vừa cúp điện thoại, nghe tiếng gọi của Thu Hằng, anh lập tức mở cửa. Có chuyện gì vậy? Lê Uy Long hỏi ngay khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nguyễn Tú Hằng. Anh lo rằng lại có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra. Nhược mai trúng lạnh và sốt rất cao, anh nên sớm đưa cô ấy đến bệnh viện nguyễn tú hằng lo lắng được rồi lệ uy long thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng chu nhược mai chỉ bị cảm lạnh và sốt không có chuyện gì lớn xảy ra dầm mưa một khoảng thời gian dài thì nhiễm lạnh cũng là điều bình thường tuy nhiên nếu cô ấy đã sốt cao đến thế thì nên đưa cô ấy tới bệnh viện vì vậy lệ uy long lái xe đưa chu nhược mai đến bệnh viện và nguyễn tú hằng theo sau dĩ nhiên cô phải cùng đi với ban mình đến bệnh viện rồi sau khi được khám Chu Nhược Mai được tiêm một mũi hạ sốt và truyền nước theo dõi một lúc. Lát sau nhiệt độ của cô đã giảm xuống. Đúng lúc cả ba đang chuẩn bị rời bệnh viện trở về nhà thì bên ngoài hành lang vang lên tiếng nháo nhác, la hét ngày một lớn. "Không ổn rồi, không ổn rồi, có người bị bắt cóc." Ai đó hét lên kinh hoàng trong khi chạy trốn. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng bất ngờ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Lê Uy Long vẫn điềm nhiên nghe ngóng. Là tổng chỉ huy của đội quân Đại Long Dũng mãnh, san bằng kẻ thù trên khắp các chiến trường thì việc gì xảy ra trong bệnh viện này có thể làm anh mất bình tĩnh được chứ? Chương 82: Bắt cóc con tin trong bệnh viện. Lúc này, ngày càng có nhiều tiếng bước chân chạy phía ngoài hành lang. Trời ơi, một y tá đã bị một gã tù nhân bắt cóc. Hai người bảo vệ bị hắn đâm chết rồi. Tôi thấy họ nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng khắp nơi. Thật kinh khủng. Họ vừa chạy vừa la hét nghe mấy lời hốt hoảng rời rạc của những người phía bên ngoài cuối cùng lê uy long chu nhược mai và nguyễn tú hằng cũng nắm được sơ qua vụ việc một gã tù nhân đã bắt một y tá trẻ làm con tin nhiều người sợ hãi chạy trốn ra khỏi bệnh viện nhưng cũng lắm kẻ tò mò muốn qua xem chuyện gì đang xảy ra trong bệnh viện nhược mai hay chúng ta cũng qua xem đi bản tính tò mò của một nữ nhà văn trỗi dậy nguyễn tú hằng mạo hiểm đề nghị với chu nhược mai đừng đi chỗ đó nguy hiểm lắm dù cũng rất muốn xem nhưng vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh nên chu nhược mai nản lòng trời cậu quên là chúng ta có một bậc thầy siêu đẳng như lê uy long bên cạnh à cậu sợ cái gì nguyễn tú hằng nói cảnh tù nhân bắt cóc con tin vốn chỉ được thấy trong phim giờ lại đang diễn ra sống động ngay trước mắt thì cô làm sao có thể bỏ qua được chứ uy long chúng tôi muốn đi xem anh đồng ý chứ chu nhược mai cũng muốn đi xem vì vậy cô hỏi ý kiến của lê uy long nếu Lê Huy Long đi cùng, cô sẽ dám đi, nếu Lê Huy Long không đồng ý thì cô sẽ không đi. Nếu em muốn đi, thì tôi sẽ đi cùng em để xem thế nào. Biết được tình hình lộn xộn đang diễn ra trong bệnh viện, anh cũng muốn tới xem sự việc. Lê Huy Long không chỉ đơn thuần là muốn đi xem mà còn muốn tìm cơ hội giải cứu cô y tá. Y bác sĩ trong bệnh viện là lực lượng quan trọng hàng đầu để cứu chữa bệnh nhân. Vậy sao có thể khoanh tay ngồi yên, phất lờ khi họ gặp chuyện nguy hiểm như thế. Được rồi, vậy đi nhanh lên. Nguyễn Tú Hằng không thể chờ đợi thêm phút nào nữa. cả ba ngay lập tức chạy tới hiện trường vụ việc. lúc tới gần hiện trường, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng nhận ra hành lang đang bị bít kín bởi rất nhiều người xem. họ không thể thấy gì bên trong được. lúc này, một giọng nói hung hăng vọng ra từ bên trong, nhanh lên. chuẩn bị ngay cho tao một chiếc xe đầy xăng. nếu chậm trễ tao sẽ đâm chết nó không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là yêu sách của tên tù nhân trốn trại. Nghe tiếng gần lên của gã, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng càng muốn nhìn vào bên trong hơn nữa. Nhiều người ở đây quá, tớ không thấy gì hết cả. Làm sao bây giờ, Nguyễn Tú Hằng hấp tấp nói. Uy Long, nghĩ cách đi, chúng ta cùng vào xem. Chu Nhược Mai nói. Được rồi, đợi tôi một lát, Lê Uy Long thấy tình hình bên trong có vẻ rất căng thẳng và nghiêm trọng, muốn cứu được người thì trước tiên anh phải đến được hiện trường bản chất người lính trong lê uy long không cho phép anh làm ngơ trước một sự việc như vậy nhất là khi nếu có thể làm những việc tốt cho cộng đồng chắc chắn anh sẽ không bao giờ nề hà từ chối nhiều người chặn phía trước như thế anh định làm gì nguyễn tú hằng không tin rằng lê uy long có thể đưa họ vào xem à cứ theo tôi nói xong lê uy long dùng cánh tay lực lưỡng gạt đám đông sang một bên và hét to những ai không có phận sự ở đây hãy tránh ra không có gì để xem ở đây cả giọng lê uy long sang sảng những người vây quanh xem náo nhiệt lập tức nhường đường ai cũng tưởng rằng lê uy long là người bên cục cảnh sát đến để giải quyết với tình huống khẩn cấp này nếu không làm sao anh ta dám lớn tiếng ra lệnh như vậy tất cả mọi người vội vàng đứng rẽ sang hai bên tạo thành một lối đi nhỏ lệ uy long hiên ngang bước vào giữa khuôn mặt tỏ ra cực kỳ nghiêm túc nhược mai và tú hằng đã rất ngạc nhiên khi thấy lệ uy long có thể dễ dàng chi phối một đám đông như vậy tuy nhiên những gì anh vừa nói có phải là đã quá ngạo mạn rồi không dám nói giọng ra lệnh như vậy trong khi thực chất không có quyền hành gì anh ta không sợ khơi dậy sự tức giận của công chúng sao dù trong lòng có nhiều nỗi lo nhưng lúc này họ không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa và vội vã đi theo uy long những người hiếu kỳ có mặt ở đó lúc này mới nhận ra người phía sau đi tới không phải là một cảnh sát trong bộ cảnh phục oai phong mà chỉ là một người đàn ông bình thường và hai phụ nữ xinh đẹp họ bất giác hiểu ra mình đã bị lừa tuy nhiên khi họ vừa nhận ra điều đó thì lê uy long chu nhược mai và nguyễn tú hằng đã đi ngang qua mất rồi những người này lúc đó chỉ còn có thể ngầm chửi thề một vài câu rồi nhanh chóng xúm lại với nhau thành một vòng vây mới bịt kín lối đi khi ba người bước ra trước hành lang Họ trông thấy một người đàn ông mặt mày dữ tợn đang còng cổ một y tá trẻ, tay phải cầm một chai thuốc truyền bị vỡ, tay trái còn lại giữ một mảnh vỡ ống truyền sắc nhọn. Mảnh vỡ này đang dí vào cổ nữ y tá. Cô y tá sợ hãi đến mặt cắt không còn một giọt máu, cơ thể run rẩy và không dám nhúc nhích. Cổ cô bị rạch một chút bởi cái chai vỡ và một vệt máu đỏ đang rỉ ra. Trước cửa phòng bệnh, một người hộ lý của khoa đang ngồi bệt dưới đất với vùng bụng bị cứ thủng máu chảy lênh láng khắp người và loang đầy mặt đất, dường như anh ta sắp không xong rồi. Cách đó không xa, một cảnh sát trẻ cũng bị đâm vào bụng, nhưng vết thương có vẻ ít nghiêm trọng hơn. Anh ta đang dùng tay giữ chặt vết thương để cầm máu và tay còn lại lấy điện thoại di động ra để gọi. Lã tù nhân trốn trại đã bắt người này gọi tới cục cảnh sát thành phố, yêu cầu họ chuẩn bị một cho anh ta một chiếc xe, sau đó sẽ tiếp tục giữ con tin và lái xe đi. Lã tù nhân niên loạn này tên Trịnh Kiến Sang là thủ lĩnh của một băng nhóm chuyên buôn bán người. Đêm qua, hắn ta đã bị bắt trong khi đang thực hiện một phi vụ bắt cóc trẻ em ở thành phố Quốc Hòa. Trong quá trình bị truy lùng, hắn ta đã ngoan cố chống cự và bị thương nặng bởi một nữ cảnh vệ mạnh mẽ tên là Ánh Hạ, bị cô trực tiếp đánh gục. Sau đó, để đảm bảo dư tính mạng của hắn ta trước phiên tòa sắp tới, các cảnh sát đã đưa hắn đến bệnh viện để điều trị. Hồi nãy khi Trịnh Kiến Sang vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê trong phòng bệnh, nữ y tá này đã đến đổi lọ thuốc truyền dịch. Anh ta nhân cơ hội cô không phòng bị, đột nhiên đứng bật dậy và đập vỡ chai truyền, sử dụng mảnh vỡ của ống truyền để tấn công viên cảnh sát và bắt nữ y tá nọ làm con tin. Cô y tá xui xẻo bị bắt cóc tên Bích Loan, vừa tốt nghiệp đại học, hiện chỉ là một y tá thực tập. Xong chưa, trong vòng 15 phút, nếu chưa có xe gửi đến cho tao ở lối vào bệnh viện, tao sẽ lập tức đâm chết con y tá này. Trịnh Kiến sang gần giọng nói với viên cảnh sát đang gọi điện thoại. Tôi đã trình báo nguyên văn yêu cầu của anh với cấp trên. Chiếc xe sẽ được chuyển đến đây sớm thôi. Nên đừng có làm liều. Anh cảnh sát cao mày nói. Mặc dù Lê Uy Long đã có một mối hận thù với lực lượng cảnh sát của thành phố này, nhưng không phải anh thù ghét tất cả họ. Ở đâu thì cũng có người tốt và kẻ xấu. hầu hết những cảnh sát ở đây vẫn có ý thức về công lý, trừng trị cái ác cho dân và bảo vệ những người tốt. Là một tổng tư lệnh trong nhiều năm, dĩ nhiên anh hiểu những nguyên tắc này. Chỉ là vô tình giữa anh và giám đốc công an thành phố đã ghi thủ án với nhau, anh sẽ không vì thế mà giết hại tất cả họ. Thấy Như Y tá đang gặp nguy hiểm, Lệ Uy Long cũng rất muốn cứu cô, nhưng bây giờ gã tù nhân cuồng loạn kia đang dùng một mảnh sứ sắc nhọn khống chế tại cổ cô ấy, anh thực sự không dám mạo hiểm. Chỉ cần ra tay vội vàng một chút, sơ sẩy cái là hắn có thể giết người ngay lập tức tại sao những cảnh sát khác không đến? Cô y tá này thật đáng thương, cô ấy vẫn còn trẻ quá, không ngờ lại gặp tai nạn xui xẻo như vậy. Chu Nhược Mai thấy như y tá đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bất giác buông một câu cảm thán đầy thương xót. Cô y tá kia cũng đã bắt đầu vã đầy mồ hôi và thở dốc. Phải, cả cục cảnh sát chẳng lẽ chỉ có mấy người này thôi sao? Tạo sao họ không huy động lực lượng đông một chút để tới cứu cô y tá ấy? Nguyễn Tú Hằng cũng bức xúc vô cùng, đúng lúc này một nữ cảnh sát mặc trang phục có biểu tượng của cục cảnh sát thành phố bỗng vội vã chạy tới từ phía sau hành lang nữ cảnh sát này chính là ánh hạ đội trưởng nổi tiếng của đội điều tra tội phạm thuộc cục cảnh sát thành phố quốc hòa chính cô là người đã đánh trọng thương và bắt giữ gã thủ lĩnh nhóm buôn người tên trịnh kiến sang kia rồi đưa hắn đến bệnh viện để điều trị tối qua ánh hạ cũng có trách nhiệm trong việc trông coi trịnh kiến sang ở bệnh viện nhưng vì một vài sự cố khẩn cấp cô đã rời hắn một lúc để đi ra ngoài giải quyết tuy nhiên khi vừa trở về đến đây cô bất ngờ nghe thấy nhiều người la hét rằng một tù nhân đã tấn công cảnh sát và bắt một y tá trẻ làm con tin vừa hay tin ánh hạ đã ngay lập tức chạy về phía nơi xảy ra vụ việc cô thực sự không ngờ rằng chỉ mới lơ là gã buôn người đi một chút mà hắn đã gây ra chuyện lớn như vậy đi tới hành lang ánh hạ thấy cả lối đi đã bị chặn lại bởi hàng tá người hiếu kỳ vốn là một người phụ nữ nóng tính điều này khiến cô hết sức khó chịu đi mau đi mau tất cả những người không phận sự làm ơn tránh xa khỏi chỗ này giúp tôi ở đây không có gì thú vị cho mọi người nhìn đâu ánh hạ hét lên dữ dội những lời cô đang nói lúc này gần giống như những gì lê huy long vừa nói lúc nãy vì vậy mọi người đều nghĩ rằng có ai đó đã lặp lại cùng một mánh khóe và muốn lừa họ nhường đường nhưng tất nhiên không có ai ngu ngốc mà để bị lừa hai lần với cùng một chiêu cả, nên họ cứ thản nhiên đứng chờ chờ ra đó, không thèm để ý đến lời của cô. Ánh Hạ rất ngạc nhiên khi thấy những gì mình nói lại không có chút trọng lượng đối với những người thường dân này, cô bỗng chốc trở nên tức giận. Sao họ có thể kiêu ngạo đến như vậy? Họ định giả điếc sao? Không còn coi một cảnh sát trưởng như cô ra gì nữa ư? Tôi nói mà mọi người không chấp hành là sao hả? Mau tránh ra. Ánh Hạ một lần nữa tức giận hét lớn, sau đó giang hai tay đẩy mạnh đám đông ra hai bên. Cô làm gì đấy, thích gây sự à?" Một người đàn ông đang chăm chú quan sát sự việc với vẻ thích thú, thấy Ánh Hạ đột nhiên xô đẩy mình, ông ta liền giận dữ quát lớn. Người này cũng cho rằng Ánh Hạ chỉ đang giả vờ là người của cục cảnh sát để chen chân vào chỗ tốt để xem, nên ông ta mới dám lớn tiếng quát nạt cô như vậy. Ánh Hạ nghe vậy thì rất tức tối, lúc này cô đang gấp rút muốn cứu người sự việc đã lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà những người này vẫn ngang bướng không chịu tránh đường, họ đã không cứu được cô y tá mà còn dám mắng mỏ và chống đối người thi hành công vụ. Ánh hạ không thể chịu đựng thêm được nữa, ngay lập tức giơ cao tay lên và tát thẳng vào mặt người đàn ông kia. Bốp một cái tát đau điếng in hẳn năm dấu ngón tay vào mặt ông ta. Mày, dám tát tao sao, chán sống rồi à, ông ta đỏ bừng mặt và giận dữ đùng đùng, quát lớn rồi lập tức quay lại toan đánh trả ánh hạ nhưng khi vừa quay đầu lại ông ta mới sững sờ nhận ra người đứng sau lưng là một nữ cảnh sát còn mặc nguyên bộ đồng phục ông ta trợn mắt kinh ngạc và bắt đầu nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc bốp ánh hạ bồi thêm cho người đàn ông hùng hổ kia một cái tát khác vào phía má còn lại trong khi ông ta vẫn còn đang choáng váng khuôn mặt người đàn ông lập tức sưng đỏ lên những giọt nước mắt bất bình trào ra nhưng dĩ nhiên ông ta không dám đánh trả lại Dám chống đối người thi hành công vụ, ông có biết như thế là tội gì không? Ông hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi." Ánh Hạ vẫn chưa hết tức giận, đối với những người ngoan cố, nếu không dạy cho họ một bài học thì họ sẽ không bao giờ tỉnh ngộ ra. Và nếu vẫn còn tiếp tục chậm trễ kéo dài thời gian như thế này, con tin có thể bị mất mạng ngay lập tức mà cô chẳng kịp trở tay. Đám đông đang đứng xem nghe thấy tiếng cái vã và đánh đập ở phía sau, tất cả họ đều tò mò quay lại nhìn. Họ bất ngờ trông thấy một nữ cảnh sát đang giận dữ phừng phừng đứng ở phía sau hành lang. Ai nấy đều đã ngầm hiểu ra vấn đề và sợ hãi đứng rẽ sang hai bên tạo thành một lối đi. Ánh Hạ lúc này cũng không còn tâm trí chú ý đến những người này nữa, cô nhanh chóng bước qua lối đi. Chương 83 điều kiện của gã tù nhân. Khi Ánh Hạ bước qua đám đông và đến trước hành lang, cô kinh hoàng phát hiện ra một đồng nghiệp và một người hộ lý bệnh viện đang nằm trên vũng máu lớn. Trịnh Kiến Sang đứng cách đó không xa tay cầm một chai truyền bị vỡ nát và cứ mảnh vỡ vào cổ nữ y tá. Cô cao mày giận dữ và lập tức rút súng ra. Mau hạ vũ khí xuống và đầu hàng, nếu không tôi bắn nát sọ. Ánh hạ chĩa súng vào trịnh kiến sang và quả quyết nói bằng một giọng đanh thép. Lệ Uy Long chưa từng được tận mắt chứng kiến cách hành sự của người thuộc Cục Cảnh sát thành phố, vì vậy anh quyết định sẽ chờ xem liệu nữ cảnh sát mạnh mẽ này có thể cứu được con tin hay không. Được, có gan thì mày bắn đi, con cớm khốn nạn nếu mày dám bắn tao tao sẽ cho con y tá này về chầu trời ngay lập tức trịnh kiến sang biết rằng mình đã không còn con đường nào khác nên hắn ta cũng đã quyết định chơi khô máu đến cùng hắn ta biết rằng chừng nào còn giữ con tin trong tay ánh hạ sẽ không dám bắn và sự thực đúng như những gì hắn đoán ánh hạ không dám ra tay khi nhìn thấy con tin đứng trước mặt trịnh kiến sang nếu hắn ta có một sơ hở nào đó buông con tin ra cô may ra mới có cơ hội hạ hắn bình tĩnh đừng làm liều, anh có điều kiện gì không? Ánh Hạ biết rằng chính Trịnh Kiến Sang lúc này cũng đang rất hoảng loạn, nên cô cần phải tìm cách ổn định cảm xúc của hắn ta trước, sau đó mới có cơ hội cứu người. Điều kiện à, tao đã nói với thằng cớm bạn mày rồi, tao muốn một chiếc xe đầy xăng sẽ được đem tới đây trong vòng 10 phút tới. Bây giờ 3 phút đã trôi qua rồi và chỉ còn 7 phút thôi. Nếu chiếc xe không đến kịp trong vòng 7 phút này, tao sẽ lập tức đâm chết con bé y tá này trịnh kiến sang gầm lên được rồi tôi sẽ cho sắp xếp việc này ngay ánh hạ không còn cách nào khác ngoài việc đáp ứng yêu cầu của gã tù nhân trước đội trưởng tôi đã gọi để báo cáo tình hình với cấp trên rồi chiếc xe sẽ sớm được giao đến người cảnh sát bị thương lúc nãy thều thào nói với một giọng yếu ớt vậy thì tốt rồi sao hả anh nghe rồi đấy chiếc xe đã được sắp xếp cho anh sẽ nhanh chóng tới đây ánh hạ nói trịnh kiến sang mừng thầm trong lòng nhưng chợt nhớ rằng tay mình vẫn đang bị còng vào cây cột giữ ống truyền không thể lái xe nên hắn ta phải tìm cách mở còng trước vì vậy hắn lại hét lên còn nữa mau kêu người đến mở còng tay cho tao được rồi không vấn đề gì ánh hà cũng mừng thầm trong lòng và nhanh chóng chạy lại mở khóa còng cho hắn ta đây chính là một cơ hội tuyệt vời để khống chế hắn trong khi hắn không có phòng bị khi tiếp cận để mở còng tay cho hắn cô có cả trăm cách để đánh gục hắn ta vì vậy, ánh hạ ngay lập tức đi về phía trịnh kiến sang. Dừng lại, đừng đến đây, trịnh kiến sang bỗng gàn lại ngay khi thấy ánh hạ đi tới. Trong thâm tâm, hắn ta có chút rè chừng với nữ cảnh sát mạnh mẽ này, cô chính là người dã bắt giữ hắn đêm qua. Sức mạnh từ cơ thể nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ này thực sự đáng sợ. Không phải mày, tao không bảo mày giúp tao mở khóa, mày hãy nhờ một người khác đến và mở còng tay cho tao. Tất nhiên, trịnh kiến sang biết rằng ánh hạ sẽ không để hắn dễ dàng đạt được ý nghiện nếu để cô ta lại gần không chừng kế hoạch của hắn sẽ lại đổ bể nhưng những người có mặt ở đây đều là thường dân không ai biết mở còng tay cả ánh hạ nói cô sẽ không từ bỏ cơ hội bắt sống tên tù nhân này mày nghĩ tao là đứa trẻ lên ba à mày nghĩ mày sẽ lừa được tao sao chỉ cần có chìa khóa thì ai mà chẳng mở được nếu mày dám tiến thêm một bước nào nữa tao sẽ giết con tin ngay lập tức Trịnh kiến sang lại hét lên. Đến nước này thì ánh hạ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại, rồi nói, được, vậy anh hãy tự chọn ai đó để mở khóa đi, tôi sẽ đưa chìa khóa cho người đó. Được, tao sẽ tự chọn vậy. Nói xong, trịnh kiến sang lạnh lùng đưa đôi mắt giữ tận quét qua đám đông những người đang đứng ở đó để tìm kiếm một người phù hợp nhất. Những người đang có mặt ở đó lúc nãy còn hứng thú và hiếu kỳ bao nhiêu thì khi trịnh kiến sang đưa mắt nhìn qua họ lại càng sợ hãi bấy nhiêu tất cả đều lùi lại cùng lúc. Những người này khi có chuyện thì túm tụm lại xem với vẻ phấn khích, nhưng khi thấy bản thân có nguy cơ rơi vào nguy hiểm thì đều rụt đầu sợ sệt. Không ai muốn trở thành anh hùng lúc này, chuyện này quá nguy hiểm. Ánh Hạ nhìn về phía đám đông người xem đang cố gắng tránh mặt để không rơi vào tầm ngắm của Trịnh Kiến sang kia, cô cảm thấy vừa tức giận vừa thất vọng. Lúc nãy thì họ hùng hổ đến mức không coi một cảnh sát trưởng như cô ra gì, chỉ muốn thỏa mãn hứng thú cá nhân vậy mà lúc này khi rơi vào hiểm cảnh thì ai nấy đều tỏ ra nhát cái và không muốn ra mặt. Tuy nhiên, sau khi đám đông người xem đều đã lùi lại, Ánh Hạ và Trịnh Kiến Sang rất ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông và hai phụ nữ trẻ vẫn đang đứng tại chỗ. Người đàn ông ngoan cố đó là Lê Uy Long, và hai người phụ nữ đang đứng cạnh anh lúc này là Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng. Mặc dù Nhược Mai và Tú Hằng cũng không thích thú gì mấy cảnh bạo lực này và rất sợ hãi, nhưng họ không bỏ chạy mà lặng lẽ đứng nép sau lưng Lê Uy Long. Lúc này, Ánh Hạ mới phát hiện ra người phụ nữ xinh đẹp nhất thành phố Quốc Hòa, Chu Nhược Mai và người chồng vô dụng Lê Uy Long của cô cũng có mặt ở đây. Vì Chu Nhược Mai quá nổi tiếng, không mất nhiều thời gian để Ánh Hạ có thể nhận ra cô và thậm chí còn biết cả Lê Uy Long. Con nhỏ đứng phía sau, mau qua đây mở khóa cổng cho tao. Trịnh Kiến Sang vốn không phải người gốc ở đây nên không hề biết Chu Nhược Mai là ai. Hắn ta chỉ biết rằng cô rất xinh đẹp. Phụ nữ đẹp thì thường yếu đuối, tất nhiên, ngoại trừ ánh hạ kia. Vì vậy, hắn ta cảm thấy sẽ an toàn hơn khi để Chu Nhược Mai đến mở khóa cho mình. Mặc dù Lê Uy Long cũng đứng sừng sững ở đó, nhưng anh có vóc người cao giáo vạm vỡ. Để một người đàn ông cường tráng như vậy lại gần thật không an toàn chút nào. Không chừng chưa kịp mở được khóa, hắn đã bị anh vặn cổ từ trước ra đằng sau rồi. Trịnh Kiến Sang bất giác nghĩ tới điều đó và nhìn Lê Uy Long đầy e dè. Anh kêu tôi ấy hả? Nguyễn Tú Hằng tròn mắt hỏi, vì lời nói của Trịnh Kiến Sang cũng không hề rõ ràng, hắn ta chỉ nói con nhỏ đứng phía sau, trong khi cả cô và Nhược Mai đều đang núp đằng sau Lê Uy Long. Không phải mày, là con nhỏ đứng bên cạnh mày ấy. Trịnh Kiến Sang nói, mặc dù Nguyễn Tú Hằng cũng rất khả ái, nhưng người bên cạnh cô còn xinh đẹp hơn nhiều. Nghe Trịnh Kiến Sang nói điều này, nguyễn tú hằng cũng nhanh chóng hiểu ra cô thực khi ở cạnh chu nhược mai thì cô chẳng là gì cả vậy ý anh là tôi sao nhưng sao lại là tôi chứ tôi đâu có nghĩa vụ phải giúp anh chu nhược mai dè dặt hỏi lại nếu bảo cô ấy phải lại gần tên tù nhân xấu xa này cô thực sự không có can đảm nghe chu nhược mai nói vậy trịnh kiến sang đột nhiên không biết phải nói thế nào cô ấy thực sự không có nghĩa vụ phải giúp hắn mở khóa còng Chu Nhược Mai chỉ là một người qua đường, cô không phải cảnh sát và cũng chẳng có quan hệ gì với Trịnh Kiến Sang. Tại sao cô lại phải giúp đỡ hắn? Chiếc xe sẽ được gửi đến đây sớm, nhưng bây giờ không ai dám mở khóa cổng cho anh. Tại sao không để tôi làm? Ánh Hạ nhanh chóng nắm bắt cơ hội hiếm có này. Không, tao đã nói là mày không được đến gần mà. Trừ khi mày lấy súng tự bắn vào chân trước, sau đó mới đến mở khóa cho tao. Trịnh Kiến Sang gần giọng nói hắn ta thực sự sợ nữ cảnh sát này đến gần, vì vậy mới yêu cầu cô tự bắn một chân mình trước. Chỉ cần cô ấy bị thương, sức mạnh của cô sẽ giảm đi rất nhiều, như vậy thì hắn ta sẽ không phải rẻ chừng nữa. Lúc này ánh hạ bắt đầu toát mồ hôi đầm đìa, cô không ngờ trịnh kiêm thậm chí còn nghĩ ra hạ sách thâm độc này. Nếu chân tôi bị thương, làm sao giúp anh mở khóa được? Ánh hạ lo lắng nói. Ha, lo gì chứ, cô em kiên cường lắm cơ mà, một cái chân bị thương cũng có hề gì đâu, mau làm nhanh lên, nếu không tao sẽ giết chết con tin ngay lập tức. Trịnh Kiến sang lại lớn tiếng đe dọa, bây giờ đã không còn ai muốn mở khóa cho hắn, việc ép buộc người khác có vẻ là bất khả thi, hắn ta chỉ còn cách đe dọa nữ cảnh sát Ánh Hạ. Chỉ có cảnh sát mới thực sự quan tâm đến sự an toàn của con tin, những người ngoài cuộc sẽ không dại dột mà hy sinh an nguy của mình để bảo vệ một người xa lạ. Bản thân Ánh Hạ cũng rất do dự, cô dĩ nhiên không muốn làm tổn hại chân mình nhưng lại không có cách nào khác để xử lý việc này nhanh lên không thì tao sẽ đâm con y tá này trước đấy trịnh kiến sang vừa nói vừa dùng tay ấn mảnh chai vỡ vào cổ bích loan vùng cổ của cô gái bắt đầu rướm máu nữ y tá bích loan sợ hãi run lên nhưng vì cổ cô đã bị chèn ép bởi mảnh vỡ bình truyền sắc nhọn nên đến nhúc nhích cũng không dám nói gì đến kêu la trong lòng cô lúc này là nỗi tuyệt vọng buồn bã xem lẫn sự tiếc nuối. Cô vẫn còn quá trẻ, còn đang ở cái tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời. Cuộc sống tươi đẹp của cô chỉ vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ lại phải chịu chết dưới tay kẻ điên loạn này sao? Thấy trịnh kiến sang ra tay quá tàn nhẫn, ánh hạ thực sự lo lắng rằng hắn ta sẽ quẫn trí mà giết chết cô y tá kia, nên cô đành nghiến răng nói, được rồi, tôi làm, tôi sẽ tự bắn vào chân mình, được chưa? Dứt lời, ánh hạ lập tức chĩa khẩu súng trong tay nhắm vào chân phải của mình. Những người hiếu kỳ lúc nãy vừa mới vội vàng đứng tản ra, thấy sự việc bỗng trở nên kịch tính hơn thì lại nhanh chóng tập hợp lại để xem. Một nữ cảnh sát lại bị buộc phải tự bắn gãy chân mình, chuyện điên rồ này khiến tất cả mọi người đều nín thở và im lặng. Không khí bỗng trở nên thật căng thẳng. Khoan, để tôi, tôi sẽ mở khóa cổng giúp anh. Chu Nhược Mai lên tiếng. Lúc nãy là vì cô đã từ chối giúp Trịnh Kiến sang nên mới khiến hắn ép buộc ánh hạ phải tự bắn chân mình. Chu Nhược Mai cảm thấy rất áy náy nên đã quyết định giúp gã tù nhân. Không phải chỉ là mở một cái khóa thôi sao? Có gì to tát đâu, cô sẽ ổn thôi, so với nó, giữ cho cái chân của nữ cảnh sát lành lặn vẫn quan trọng hơn. Chương 84 bản lĩnh của một tay thiện xạ. Muộn rồi, bây giờ tao đã thay đổi ý định, ngay cả khi mày có sẵn sàng mở khóa cho tao đi nữa con cớm khốn khiếp này vẫn phải tự bắn gãy chân nó. Trịnh Kiến Sang nói lớn với vẻ đắc ý, hôm qua hắn đã bị ánh hạ đánh bất tỉnh và bắt giữ, đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để trả thù. Và lại, nữ cảnh sát này quá mạnh, dù Chu Nhược Mai giúp hắn, nhưng khi mở còng tay hắn sẽ không có sự phòng bị và ánh hạ có thể sẽ nhân cơ hội này mà ra tay. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Để giả vờ thỏa hiệp với gã tù nhân và bảo vệ tính mạng cô y tá nọ, ánh hạ không còn cách nào khác ngoài việc nghiến răng và chuẩn bị bóp cỏ bắn vào chân phải. Chỉ cần tên buôn người này có chút sơ hở trong quá trình chu nhược mai lên mở khóa, thì cho dù bị thương ở chân, ánh hạ vẫn có thể khống chế hắn ta. Chờ chút đã, Lê Uy Long cuối cùng cũng lên tiếng. Audio điện tử võ tấn bền Lúc này ánh hạ đã cố gắng thu hết can đảm để chuẩn bị tự bắn mình. Nhưng sau khi Lê Uy Long lên tiếng, Cô ngay lập tức nản lòng và lo sợ trở lại. Anh muốn làm gì nữa?" Ánh Hạ giận dữ hỏi. "Tôi không nghĩ cô có đủ can đảm để tự làm mình bị thương, hãy để tôi giúp cô." Lê Uy Long nói và lập tức đi về phía Ánh Hạ. "Anh nói vớ vẩn gì vậy? Tại sao tôi không dám tự làm bản thân bị thương chứ? Nói cho anh biết, tôi thậm chí có thể tự sát nếu tình thế yêu cầu." Ánh Hạ rất ức chế khi bị một kẻ nổi tiếng vô dụng yếu đuối coi thường nên hùng hổ tuyên bố không cần giả vờ mạnh mẽ, đưa cho tôi khẩu súng rồi tôi sẽ giúp cô. Lệ Uy Long đã đến bên cạnh ánh hạ từ lúc nào, và anh vừa nói vừa nhanh chóng giật lấy khẩu súng từ tay cô. Lệ Uy Long, giữa chúng ta không có thủ oán gì, tại sao anh lại cứ muốn bắn tôi, ý anh là gì? Ánh hạ cao có và càng tức giận hơn. Nếu cô tự ra tay, cô sẽ biết phải bắn vào đâu để tránh xương và các phần nguy hiểm, giảm bớt nguy hại. Tuy nhiên, nếu để Lệ Uy Long ra tay, có trời mới biết tên vô dụng này sẽ khiến cô ra nông nỗi nào. Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn giúp cô. Lê Uy Long bình thản nói. Trả lại khẩu súng cho tôi mau, nếu có chuyện không may gì xảy ra và làm tổn thương những người vô tội, tôi nhất định không tha cho anh. Ánh Hạ quả quyết nói trong khi bước về phía trước để lấy lại khẩu súng. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Trịnh Kiến Sang cũng hoang mang. Hai người này còn định chơi trò gì đây? Bọn họ đang nhờn với hắn sao? Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng cũng không thể hiểu nổi ý định của Lệ Uy Long. Nữ cảnh sát đã muốn tự mình ra tay, vậy mà Lệ Uy Long cứ đòi giúp và xung đột với cô ấy, anh không sợ cô ấy ghi hận sao? Tha chọc giận một kẻ xấu xa điên loạn nào đó còn hơn là xúc phạm một người phụ nữ, hơn nữa còn là nữ cảnh sát, Lệ Uy Long không hiểu điều này sao? Không lẽ anh ta bị co giật trong đầu rồi? Dừng lại, đừng di chuyển nếu cô cứ tiếp tục nhúc nhích như vậy thì tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho cái chân của cô đâu lúc đó đừng có đổ lỗi cho tôi đấy nhé lê uy long vừa nói vừa chĩa súng vào chân phải củ ánh hạ nghe uy long nói vậy ánh hạ sợ hãi đứng bất động và không dám di chuyển cô thực sự lo rằng mình sẽ bị anh ta làm bụ thương những phần quan trọng hừ anh mà dám làm càn tôi sẽ giết chết anh ánh hạ giận dữ nói thầm hứa trong lòng rằng nhất định sẽ tìm cơ hội để trả mối thù này tốt lắm, bắn nó đi. Lúc này, trịnh kiến sang cũng đã rất sốt ruột và hét lên. Ánh hạ sợ hãi nhắm tịt hai mắt, không dám nhìn Lê Uy Long ra tay. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn hai người với đôi mắt mở lớn, tò mò tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu viên đạn được bắn ra. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đều nín thở. Đoàn! Một tiếng súng chói tai vang lên giữa bệnh viện. À ánh hạ sợ hãi hét toáng lên. Tuy nhiên, dường như cô không hề cảm thấy đau, khi mở mắt ra, cô thấy mình đã không bị bắn vào chân phải. Ánh hạ bất giác trở nên hoang mang, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vừa nãy rõ ràng cô đã nghe tiếng súng, chính Lê Uy Long đã nổ súng. Chẳng lẽ là vì anh ta không thể bắn vào chân ở khoảng cách gần như vậy? Khi ánh hạ ngước lên nhìn Lê Uy Long, cô thấy mắt anh ta chầm chầm hướng về phía trước. Khẩu súng nhắm thẳng vào gã tù nhân trịnh kiến sang và nữ y tá. Sau đó, cô còn nhìn thấy ánh mắt của tất cả những người đứng xung quanh cũng chằm chằm nhìn về hướng đó. Ánh hạ quay đầu lại nhìn qua. Cô thấy đôi mắt của Trịnh Kiến Sang mở to, cơ thể cứng đờ, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng, nghi ngờ và không tin nổi. Chán hắn có một lỗ thủng đang dỉ máu. Phải, một viên đạn xuyên thủng ngay giữa chán. Ánh hạ choáng váng. Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng và tất cả những người tại hiện trường cũng đều không tin nổi. Giây trước tất cả đều đang nhín thở chờ xem cảnh Lê Uy Long bắn nát chân ánh hạ, thì giây sau anh ta đã đột một quay súng nã thẳng đạn vào đầu trịnh kiến sang ngay trong tích tắc cuối cùng. Cảnh tượng bất ngờ này không nằm trong suy nghĩ của tất cả mọi người. Không ai có thể ngờ rằng Lê Uy Long dám dùng câu chuyện với ánh hạ để làm trịnh kiến sang phân tâm rồi nhằm thẳng hắn mà bắn ngay khi con tin còn đang nằm trong tay hắn. Trịnh kiến sang bất ngờ nên đã chết mặc dù hắn đã cẩn thận dùng cơ thể cô y tá Bích Loan che chắn phía trước nhưng vóc người cô nhỏ hơn hắn một chút nên không hoàn toàn che kín được. Một nửa chán của hắn bị lộ ra trên đầu của Bích Loan. Chỉ một nửa cái chán. Lệ Uy Long đã nhìn thấy sơ hở rất nhỏ này nhưng trong tay anh không có súng. Vì vậy để lấy được khẩu súng của ánh hạ, anh đã viện cớ giúp cô cầm súng bắn vào chân. Với một chiến thần phi thường, một xạ thủ bách phát bách chúng như Lệ Uy Long chỉ cần một nửa cái chán, một nửa chán của hắn lộ ra là đủ. Lệ Uy Long đã tuyệt đối chắc chắn trước khi bóp cò. Mặc dù đã từng phải giết rất nhiều người, nhưng anh ta căm ghét những kẻ coi mạng sống con người như cỏ rác. Đối với loại người này, tốt nhất là nên tiến chúng về địa ngục càng sớm càng tốt mà không cần đưa ra xét xử. Nhất là trong hoàn cảnh bây giờ, Uy Long bắt buộc giết kẻ cặn bã ấy là để cứu cô y tá nhỏ. Gã tù nhân đã quá kích động và sợ hãi. Chỉ cần tình hình căng thẳng thêm vài phút nữa thì chưa biết tính mạng của cô gái tội nghiệp có còn giữ được không. Do đó, Lê Uy Long quyết định kết liễu hắn trong vòng một phát súng. Khi tất cả còn đang ngơ ngẩn vì sốc, anh ném khẩu súng nhanh xuống đất, chạy thẳng về phía Bích Loan. Vì trịnh kiến sang đã lĩnh một phát đạn xuyên qua chán, không đầy 5 giây hắn át hẳn sẽ ngã xuống đất. Tay hắn còn cầm nguyên cái chai vỡ sắc nhọn và cánh tay bị còng của hắn vẫn bóp cổ cô y tá tội nghiệp nếu hắn ngã ra sau kéo theo con tin thì nắm chắc cái chai vỡ sẽ đâm sâu vào cổ cô gái. Nháy mắt Lê Uy Long đã đến trước mặt cô y tá, giật lấy cái chai vỡ trong tay Trịnh Kiến Sang, kéo Bích Loan ra khỏi cánh tay đang giữ chặt của hắn. Lúc này, Trịnh Kiến Sang loạn choạng, rồi từ từ ngã xuống đất. Mắt hắn vẫn mở trừng từng, không tin vào những gì vừa mới xảy ra. Hắn có con tin, hắn vẫn đang giữ con tin trong tay. Vậy mà Lê Uy Long kia dám bắn lại bắn vô cùng chính xác. Cái lỗ máu trên trán hắn vẫn còn vương một sợi tóc của cô y tá. Chính là viên đạn đã xuyên qua mái tóc của cô và găm thẳng vào trán gã. Chu Nhược Mai lần nữa phải há hốc mồm, mặc dù đêm qua cô đã được chứng kiến kiếm thuật vô song của Lê Uy Long nhưng cô không ngờ anh ta còn có khả năng thiện xạ phi thường đến thế. Nguyễn Tú Hằng cũng không khác là bao, buổi tối ở Wonderland cô mới chỉ được thấy Thiên Thành bắn một phát súng, Lê Uy Long chưa hề bắn phát nào bây giờ nhìn gã xạ thủ siêu đẳng trước mắt cô không thể tin hắn ta là con người bằng xương bằng thịt người tiếp theo nữa là ánh hạ kỹ thuật bắn súng cô được xem là đứng số một trong lực lượng công an thành phố nhưng cô cũng chưa bao giờ dám bắn hạ một tội phạm khi hắn đang giữ con tin vậy mà kẻ vô dụng lê uy long này lại dám bóc cò trong tình huống nguy hiểm đó hắn ta thực sự là một xạ thủ siêu phàm hay chỉ là một kẻ ăn may lúc này bích loan vẫn còn sốc và không thể tin rằng mình còn sống rõ ràng cô đã thấy uy long giơ tay lên nhắm thẳng khẩu súng về phía mình mà bóp cò cô ghe tiếng gió rít qua đầu rồi hoàn toàn tê liệt mọi cảm giác được rồi giờ ổn rồi lê uy long nhẹ giọng nói với bích loan người vẫn còn đang chết lặng trong tay anh cô ngớ ngẩn quay đầu lại phía sau nhìn gã tù nhân nằm bất động trong vũng máu đôi mắt cô mở to kinh hoàng á à, bích loan hét lên lao vào vòng tay của lê uy long ôm chặt lấy anh bằng cả hai tay rồi khóc thảm thiết. Lệ Uy Long bất ngờ hoàn toàn, anh không ngờ rằng cô y tá bé nhỏ này có thể ôm chặt anh mà khóc ngon lành như thế. Anh ta là một người đàn ông đã có vợ, và vợ anh ta vẫn đang nhìn chầm chầm vào anh ngay lúc đó. Giữa một đám đông lớn, dưới con mắt cả trăm người, sao lại xảy ra thứ tình huống này được chứ? Tuy nhiên, Lệ Uy Long cũng biết rằng Bích Loan vừa trải qua khoảng thời gian kinh hoàng, khiếp đảm nên cũng không có gì lạ khi cô bé cố gắng nhào tới một vòng tay an toàn mà chút bỏ nỗi sợ hãi tột cùng. Anh không thể đẩy cô ra vào lúc này, nếu vậy thì anh không còn là một người đàn ông chân chính. Không sao rồi, cô đã an toàn, Lệ Uy Long vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi. Đây là thái độ của một người đàn ông ngay thẳng, anh tin rằng Chu Nhược Mai sẽ không ghen tuông vì điều đó. Và lại trong suốt khoảng thời gian 3 năm là vợ chồng, cô ấy luôn thờ ơ với anh thì không lý gì cô ấy lại có thể nổi cơn ghen lúc này được. Dù Lê Uy Long có an ủi bao nhiêu Bích Loan vẫn không ngừng thổn thức. Cảm giác khủng khiếp khi từ cõi chết trở về không thể một hai lời mà chút bỏ hết được. Tất nhiên Chu Nhược Mai không phải người không hiểu chuyện, cô đâu phải người ghen tuông mù quáng tới nỗi không biết rằng Uy Long không hề quen biết Bích Loan. Và lại bây giờ cô gái đang quá sợ hãi nên hành động của cô đều có thể cảm thông. Cô bước tới cùng Lê Uy Long an ủi Bích Loan rồi cả nguyễn tú hằng cũng đến hai ngày qua chu nhược mai và nguyễn tú hằng đã nhìn thấy quá nhiều xác chết họ đã lâm vào những hiểm cảnh kinh hoàng tột độ nên giờ đây dù xác gã tù nhân vẫn còn nằm bên cạnh họ cũng bớt sợ hãi đi nhiều em gái đừng khóc nữa hắn đã bị bắn chết rồi em đã an toàn chu nhược mai an ủi đúng rồi em bây giờ thì không sao rồi nín đi đừng khóc nữa nguyễn tú hằng cũng lên tiếng tôi sợ đến chết tôi nghĩ rằng tôi đã chết, hãy để tôi khóc một lúc, được không? Hu hu, Bích Loan vừa khóc vừa nói. Được rồi, nếu em muốn khóc, thì hãy khóc đi. Có khi khóc được lại làm em bớt sợ hãi. Chu Nhược Mai nói. Cạnh đó, ánh hạ ngay lập tức cầm súng lên, chạy đến chỗ trịnh kiến sang, chĩa súng vào hắn ta, lo rằng hắn chưa thực sự chết. Khi chắc chắn rằng viên đạn đã xuyên qua chán hắn và hắn đã tắt thở hoàn toàn cô mới cất khẩu súng đi. Lúc này một nhóm cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí cũng vội vã chạy vào. Thấy tù nhân đã chết, họ nhanh chóng căng dây bao quanh hiện trường. "Bác sĩ, cấp cứu." Ánh Hạ hét to khi thấy hai đồng nghiệp bị trịnh kiến sang đâm vẫn còn sống. Một nhóm y bác sĩ nhanh chóng chạy tới đưa hai người vào phòng cấp cứu. Lúc này, Bích Loan được Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng an ủi, đã dần bình tĩnh trở lại và buông Lê Uy Long ra. "Cảm ơn vì đã cứu tôi." bích loan ngước nhìn lê uy long với ánh mắt biết ơn vô hạn không có gì chỉ là tình cờ tôi có mặt mà thôi lê uy long nói vết thương ở cổ em sâu lắm hãy đi băng bó vết thương lại chu nhược mai lên tiếng khi thấy cổ của bích loan vẫn còn chảy máu vâng vậy em sẽ đi sơ cứu trước em tên là bích loan tên của anh là gì bích loan chỉ là một sinh viên mới ra trường nên không biết chu nhược mai và lê uy long tên tôi là lê uy long chị là Chu Nhược Mai, còn chị là Nguyễn Tú Hằng. Được rồi, em đã nhớ, một lần nữa em xin cảm ơn anh. Bích Loan cảm ơn một lần nữa. Em không cần phải câu nệ, hãy đi xử lý vết thương càng sớm càng tốt, Lệ Uy Long nói. Vâng, Bích Loan trả lời và rời đi. Lúc này, Ánh Hạ bước tới và nói lạnh lùng với Lê Uy Long, anh vừa bắn chết người. Hãy theo tôi tới đồn cảnh sát. Chương 85 chương 138, lý lẽ sắc bén. Tôi đến đó để làm gì? Lệ Uy Long không muốn bị bắt đi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Nếu anh bị bắt đi lúc này, Thiên Thành sẽ nhầm tưởng khi nghĩ đến lời dặn của anh khi nãy mà phái Lưu Bảo Kim chỉ huy đội quân đang chờ đợi tiến vào thành phố và sẽ gây ra những rắc rối to lớn mà Lê Uy Long không mong đợi. Chỉ trong trường hợp thật cần kiếp mới cần thiết phải huy động đội quân tinh nhuệ này. Anh đã giết người, dù đó là một tù nhân, tất nhiên anh cần đi theo cảnh sát tới đồn để lập biên bản và trả lời thẩm vấn. Ánh hạ nói, vốn không có thành kiến với ánh hạ, ngược lại Lê Uy Long còn khá ngưỡng mộ cô gái can đảm sẵn sàng chấp nhận tự bắn vào chân mình để cứu con tin nên anh vẫn kiên nhẫn nhìn cô nói. Tôi bắn anh ta bằng súng của cô, cô đã chứng kiến rồi đó, không có gì cần thẩm vấn nữa cả. Anh lấy súng của tôi, nổ súng bắn khi chưa được phép trong khi con tin đang nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm mà không quan tâm tới sự an toàn của con tin. Đó là hành động gây hậu quả nghiêm trọng anh phải giải thích điều đó với những người có thẩm quyền. Ánh hạ tiếp tục. Lệ Uy Long không nói nên lời với logic của ánh hạ, anh ta kêu lên. Hậu quả nghiêm trọng, tôi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nào? Tôi chỉ biết rằng tôi đã cứu con tin an toàn. Nếu tôi không quyết đoán hành động và giết chết kẻ bắt cóc con tin chỉ bằng một phát súng thì bây giờ cô đã bị gãy chân và chỉ có thể ngồi đây mà nhìn hắn ta bỏ trốn trên chiếc xe mà các cô cung cấp cho hắn ta rồi. Đó là anh gặp may mà thôi anh là một dân thường anh có quyền gì bắn và giết tù nhân ánh hạ không chịu kém phần có vấn đề gì với bộ não của cô không vậy hành động của tôi được xem là một hành động dũng cảm nếu cô không biết hành động dũng cảm là gì thì hãy về nhà dở sách đạo đức ra mà xem lại đi lê uy long bắt đầu hơi khó chịu vì sự vướng víu của ánh hạ thế là lời nói của anh ta trở nên kém lịch sự hơn gì một nữ cảnh sát nổi tiếng thành phố như ánh hạ mà có kẻ lại dám mắng cô có vấn đề với bộ não dù cô cũng biết những gì Lê Uy Long vừa làm là một hành động dũng cảm, nhưng cô không thể nuốt trôi được khuôn mặt kiêu ngạo của anh ta. Anh có biết gã tù nhân này đóng vai trò quan trọng thế nào trong hồ sơ vụ án của chúng tôi không? Hắn ta chỉ là một mắt xích nhỏ trong một băng đảng chuyên bắt cóc tống tiền. Chúng tôi vẫn đang vất vả thẩm vấn hắn để hắn phải khai ra những kẻ còn lại trong băng hòng quét sạch bọn chúng. Anh giết hắn chỉ bằng một phát bắn khiến cho manh mối của chúng tôi mất sạch việc điều tra vụ này trong tương lai sẽ gặp bao nhiêu khó khăn anh có biết không? Ánh hạ kết tội. Tôi hỏi cô, chuyện nào quan trọng hơn, giải cứu con tin khỏi bị giết chết hay là tìm cách bảo vệ một manh mối vụ án chưa rõ ràng? Lê Uy Long nhướng mày chất vấn. Ánh hạ không nói nên lời. Mất manh mối, các cô có thể tìm lại. Nếu con tin bị giết, cô át hẳn không thể làm cho họ sống lại phải không? Hành động dũng cảm của tôi đã cứu cô khỏi việc phải tự bắn nát chân và còn giữ thể diện cho cô nữa cô không những không cảm ơn tôi mà còn cố tình gây khó khăn cho tôi nữa nếu cô tiếp tục hành động như thế sau này ai muốn làm việc tốt cũng không đủ can đảm mà trần trừ hoặc tỏ thái độ thờ ơ đấy cô có biết không lê uy long vặn lại bằng một lý lẽ vô cùng sắc bén thế theo anh bây giờ tôi phải dành cho anh một phần thưởng cho sự dũng cảm sao ánh hạ giận giữ hỏi lại đấy là cô nói đấy nhé nếu cô dám tặng cho tôi một phần thưởng tôi sẽ rất vui lòng mà nhận lê uy long tiếp tục bồi thêm anh ánh hạ cứng họng rất nhiều người tại hiện trường đã chứng kiến hành động dũng cảm của tôi tôi nghĩ cô nên thực sự tặng cho tôi một phần thưởng cho sự dũng cảm đó làm vậy thì cô có thể truyền năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho nhiều người dám làm điều dũng cảm trong tương lai đấy lê uy long tiếp tục anh có thể bớt bớt sự tầm thường của anh lại được không may mắn cứu người khác được một lần mà anh nằng nặc đòi hỏi phần thưởng vậy sao anh muốn được thưởng gì cho xứng đáng nào làm ơn hãy thanh cao hơn một chút ánh hạ kêu lên nếu cô đòi hỏi người ta phải sẵn sàng trao ra sự dũng cảm trong những tình huống thậm chí nguy hiểm đến tính mạng như thế mà lại nói những lời này thì tôi e rằng điều đòi hỏi ấy của cô là vô lý vô cùng lê uy long không nhân nhượng ánh hạ sững người không nói nên lời chu nhược mai và nguyễn tú hằng nhìn lê uy long và chết sững vì ngạc nhiên kẻ lầm lì và vô dụng này có khả năng ăn nói sắc xảo từ khi nào thế ngay cả những cảnh sát đang có mặt tại hiện trường cũng sững sờ anh ta trông vậy mà dám cùng với nữ cảnh sát nổi tiếng ánh hạ ăn miếng trả miếng không hề kém cạnh chút nào khiến cô ta không thể đáp trả không phải anh ta thực sự nổi điên thêm lần nữa mà đòi phần thưởng đấy chứ được rồi nói vậy thôi tôi sẽ đi ngay bây giờ lý do lê uy long phản bác ánh hạ là vì anh không muốn bị cô bắt đi thẩm vấn anh thực sự muốn giải quyết sự việc thật nhanh tại đây nếu bị bắt giữ bởi lý do trời đất này thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đội quân tinh nhuệ của lưu bảo kim vốn dùng để đối phó với mục đích khác chứ không phải để chống lại ánh hạ đợi một chút ánh hạ cao giọng gọi cô còn muốn gì nữa lê uy long dừng lại và hỏi tôi đã tìm thấy một số manh mối về cái chết của cha nuôi anh dương văn đoàn ánh hạ thận trọng nói manh mối gì lê uy long hỏi trái tim chu nhược mai bị bóp nghẹt liệu có phải là ánh hạ đã phát hiện ra rằng cha nuôi dương văn đoàn đã bị chính mẹ cô đuổi ra khỏi biệt thự không cha của anh là người đàn ông dũng cảm thực sự ông đã bị đánh đến chết ánh hạ nói dù bị cấm cản điều tra vụ án này nhưng cô vẫn âm thầm tìm kiếm các manh mối giải quyết các vụ án là trách nhiệm của đội điều tra của cô là đội trưởng của đội điều tra cô luôn xử lý các vụ án một cách vô tư và tự giác không hiểu sao cô luôn có niềm tin vững chắc rằng một cựu chiến binh dũng cảm như ông Dương Văn Đoàn bị đánh chết chắc chắn liên quan tới rất nhiều cán bộ cấp cao và cô muốn điều tra rõ ràng. Tuy nhiên, video giám sát tại nơi xảy ra vụ việc đã bị xóa từ lâu. Cô không thể tìm ra manh mối từ đó mà chỉ có thể bắt đầu từ các đầu mối khác. Tôi biết điều này, cô không cần phải điều tra vụ đó. Lệ Uy Long không ngờ rằng ánh hạ đã âm thầm điều tra vụ án của cha nuôi mình. Tuy nhiên, từ lâu anh đã biết chắc chắn rằng vụ án đó đã bị ém nhẹm đi bởi những bàn tay trong bóng tối. Anh đừng lo, nếu tôi tìm được kẻ bóp méo sự thật, biến hành động dũng cảm của cha anh thành một vụ đánh nhau vô nghĩa, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông ấy. Bản thân ánh hạ cũng đoán được phần nào kẻ đứng sau vụ án là gia đình nhà họ Trương và bang hổ báo, thậm chí bọn chúng còn mua chuộc rất nhiều người trong các cơ quan hành pháp hồng che đậy tội ác. Nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng nên cô chưa thể vội vàng kết luận vậy cô có thể tiếp tục điều tra nếu cô muốn lê uy long biết rằng mình không thể ngăn ánh hạ điều tra vụ án này vì vậy anh quyết định chỉ có thể để ý hành động của cô trong tương lai tuy nhiên qua cuộc nói chuyện này anh có thể khẳng định ánh hạ chắc chắn là một nữ cảnh sát yêu chuộng công bằng và lẽ phải ở đâu ở bộ phận nào cũng có cả người tốt và người xấu như thế xong xuôi mọi việc lê uy long rời bệnh viện cùng chu nhược mai và nguyễn tú hằng ánh hạ không ngăn cản lê uy long nữa bởi vì phát súng vừa rồi của anh thực sự là một sự trợ giúp tuyệt vời cho cô. Anh ta đã cứu thành công con tin, tránh cho cô khỏi thương tích đau đớn, đồng thời ngăn cản gã tù nhân chạy trốn bằng chiếc xe mà hắn đã yêu cầu. Chấm. Lúc này, trong văn phòng giám đốc công an thành phố. Chủ tịch Hoàng Minh Yên vừa nhận được cuộc gọi từ bà Trương, người đứng đầu Trương gia, đại gia đình giàu có bậc nhất trong thành phố. Ông ta trầm ngâm suy nghĩ. Lê Uy Long đã giết hàng trăm người trong nhà máy bỏ hoang bên ngoài vùng ngoại ô tối nay. Bà Trương yêu cầu ông ta phái lực lượng tinh nhuệ nhất đi bắt giữ hắn hỏng đưa hắn ra trước vành móng ngựa. Đặt điện thoại xuống, ông ta suy tính thật nhanh. Hoàng Minh Yên cũng muốn bắt Lê Uy Long nhưng ông ta vẫn còn e ngại ít nhiều. Đám cưới của Lê Uy Long vào tháng trước có sự tham gia của Vũ Hải, tư lệnh của chiến trường miền Nam. Hơn nữa ông ta còn nghe nói Vũ Hải đã từng được Lê Uy Long cứu mạng. Mặc dù ông ta đã kiểm tra hồ sơ của Lê Uy Long và biết rằng hắn ta chỉ là một quân nhân quèn còn thiên thành vốn không thuộc đội quân đại Long nhưng ông ta còn lo lắng về Vũ Hải, kẻ nắm giữ một nhiệm vụ không hề tầm thường trong quân đội. Ông ta muốn xác minh thêm một lần nữa xem có chính xác là Lê Uy Long đã từng cứu Vũ Hải hay không để dễ bề hành động. Hoàng Minh Yên là một con cáo già và để ngồi ở cái ghế hiện tại ông ta không thể không hành động một cách thận trọng và cẩn mật. Ông ta biết rõ, quan trường khốc liệt chẳng kém gì chiến trường. Mỗi bước đi của kẻ nắm quyền không hề dễ dàng chút nào, bất cần là rơi ngay xuống đáy vực. Nếu ông ta có tìm cách điều tra từ bang hổ báo, gia đình họ trương hay các thành phần liên quan khác thì cũng hầu như không thể moi ra tin tức gì từ họ. Chỉ có những kẻ có quyền lợi liên quan trực tiếp mới nắm được những bí mật này. Lệ Uy Long giết nhiều người, trương gia yêu cầu ông ta ra tay bắt hắn thật là đẩy ông ta vào một tình thế khó xử. Nếu một kẻ khác dám sát hại nhiều người như thế thì không cần phải nói nhiều, hắn sẽ bị còng tay ngay lập tức, đó là nhiệm vụ của ông ta. nhưng lê uy long thì khác, hắn có vũ hải đằng sau, hắn ngang nhiên giết nhiều người như thế chứng tỏ hắn vô cùng tự tin và nhất định là có hậu thuẫn vô cùng mạnh mẽ. sau khi cân nhắc cẩn thận, hoàng minh yên quyết định không hành động hấp tấp mà tạm thời chỉ ngồi yên xem xét tình hình. có bắt được lê uy long hay không, không phải là việc trương gia có thể quyết định cuối cùng, ông ta tự có lựa chọn của riêng mình, trừ khi đó là trương minh thành anh trai trương minh nhị người đang giữ một vị trí quan trọng trong bộ máy thành phố lên tiếng nói chứ bà trương cũng không thể quyết định được điều gì mặc dù bà ta là mẹ của trương minh thành lê uy long anh có tài tranh biện từ khi nào thế nguyễn tú hằng hỏi trên đường từ bệnh viện trở về nguyễn tú hằng cũng ninh ninh rằng sau khi lê uy long cầm súng bắn chết kẻ kia thì chắc chắn phải đi cùng ánh hạ về sở cảnh sát vậy mà không ngờ anh ta có thể dùng cái lưỡi sắc bén của mình quạt cho nữ cảnh sát nổi tiếng một trận và điềm nhiên thoát khỏi việc bị phía cảnh sát lấy khẩu cung anh ta thật tài năng gì cơ tôi có tài tranh biện bao giờ lê uy long hỏi tất nhiên là có vừa nãy chính anh vừa mới khiến đội trưởng đội điều tra ánh hạ tắt luôn mọi lý lẽ đấy thôi nguyễn tú hằng nói những gì tôi nói là sự thật đó không phải là tài tranh biện lê uy long cười khổ Xưa nay anh luôn là kẻ chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm, nhưng tối nay lần đầu tiên Lê Uy Long phải dựa vào sức mạnh của cái miệng để giải quyết vấn đề. Cứ cho là điều anh nói là sự thật đi, nhưng đối mặt với một đội trưởng đội điều tra lạnh lùng và bá đạo như vậy, những người khác nhất định chẳng thể lên tiếng được gì. Nhưng anh thì lại rất bình tĩnh, phân tích logic đúng sai một cách sắc bén với cô ta. Nguyễn Tú Hằng tiếp tục. Tôi còn làm việc với nhiều quan chức cấp cao khác thường xuyên, Chứ cô ấy chỉ là một đội trưởng đội điều tra nhỏ bé thôi mà." Lê Uy Long nghĩ thầm. Anh thực sự tài giỏi, Nguyễn Tú Hằng không ngớt lời khen ngợi Lê Uy Long trước mặt Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai cảm thấy có vẻ như cô càng ngày càng có ít hiểu biết về Lê Uy Long. Anh ta là một người giỏi ăn nói như thế vậy thì sao trong suốt 3 năm dòng bị chế giễu, nhục mạ trong gia đình nhà họ Chu, chưa một lần anh ta lên tiếng phản bác lại. Ngày hôm sau, Lê Uy Long đích thân lái xe đưa Chu Nhược Mai đến tập đoàn DJ làm việc. Một là vì chiếc Lamborghini của Chu Nhược Mai vẫn còn nằm trong tầng hầm để xe của tập đoàn DG từ đêm qua, và thứ hai là Lê Uy Long lo lắng rằng tay chân của bang hổ báo và Trương gia sẽ tấn công Chu Nhược Mai một lần nữa. Đến nơi, Chu Nhược Mai ra khỏi xe và vội vã bước vào tòa nhà công ty đi làm. Đợi Chu Nhược Mai đi khuất, Lê Uy Long mới bước vào trong tòa nhà của DG chương 86 chủ tịch trở lại. Lệ Uy Long đã không đến tập đoàn DG trong một thời gian dài. Hôm nay nhân cơ hội tới đây, anh muốn ghé qua văn phòng của mình để xem xét một chút. Vì vậy, Lệ Uy Long đi thang máy dành riêng cho ban lãnh đạo lên đỉnh tòa nhà. Ngô Tường Ninh cũng đang sử dụng thang máy này để lên phòng làm việc và có chút ngạc nhiên khi trông thấy Lệ Uy Long, chủ tịch, tôi tưởng anh đã đi đến phía Tây để chiến đấu. Anh đã trở về lúc nào vậy? Chu Nhược Mai đã không nói với Ngô Tường Ninh về việc này, vì vậy dĩ nhiên cô không biết rằng Lê Uy Long đã trở lại. Trận chiến đã kết thúc, tôi được nghỉ phép một thời gian. Được rồi, đừng nói chuyện đó nữa, hãy tới văn phòng tôi báo cáo công việc." Lê Uy Long nói. "Vâng." Nói xong, Ngô Tường Ninh ngay lập tức theo anh đến văn phòng chủ tịch. Khi đến văn phòng, Lê Uy Long vừa ngồi xuống đã hỏi ngay, "Tình hình công ty trong thời gian tôi vắng mặt thế nào rồi?" Mọi thứ đều ổn thưa chủ tịch ngô tường ninh bình thản nói tốt lắm về phía nhược mai hãy để cô ấy quen việc càng sớm càng tốt uy long mỉm cười và nói tiếp bây giờ chúng tôi đều đang cố gắng hỗ trợ cô ấy tốt nhất có thể trong vòng chưa đầy một tháng cô ấy sẽ nắm bắt hoàn toàn mọi tình hình của công ty tường ninh nói vậy thì tốt xem ra cô đã làm việc rất chăm chỉ lê uy long nói không dám có thể giúp đỡ phu nhân của ngài chủ tịch đây là bổn phận và vinh dự của tôi. Ngô Tường Ninh nói và cúi đầu khiêm nhường, trước giờ cô vẫn luôn tôn trọng Lê Uy Long, dĩ nhiên sẽ không quản ngại mà giúp đỡ vợ anh ấy. Lê Uy Long này không chỉ đơn thuần là chủ tịch của tập đoàn DG, trong ngày cưới của anh ta có vô số những người giàu có nổi tiếng từ khắp nơi trên đất nước đổ về tham dự, vậy nên từ lâu Ngô Tường Ninh đã kết luận rằng Lê Uy Long chắc chắn không phải là một quân nhân bình thường. Không chỉ vậy, rất nhiều vị tướng lĩnh sĩ quan quân đội trọng yếu cũng có quan hệ mật thiết với lê uy long liệu anh ta có phải là một trong số họ với quá nhiều những dấu hiệu như vậy tường ninh hoàn toàn có thể đoán được thân thế của vị chủ tịch này hoàn toàn không đơn giản có vẻ như là lê uy long không muốn mọi người biết rằng anh ta hiện giờ đã là chủ tịch của tập đoàn digi anh ta cũng cố tình che giấu danh tính thực sự của mình trong quân đội như vậy có thể suy ra lê uy long thậm chí còn có một chức vị cao hơn vũ hải nhiều lần những người hay khoe mẽ phô trương thích thể hiện và dễ suy đoán ngô tường ninh đã gặp qua rất nhiều nhưng đây là lần đầu cô biết một người chỉ thích giấu nhẹm danh tính thực sự của mình mà chịu khinh miệt như lê uy long anh ta quả thực là một kẻ khó lường một người đàn ông như lê uy long vừa giàu nứt đố đổ vách lại còn mạnh mẽ điển trai có khả năng gây sát thương cho vô số phụ nữ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ ngưỡng mộ anh ta và ngô tường ninh cũng không phải ngoại lệ nhưng đáng tiếc Lệ Huy Long đã kết hôn, anh giờ đây là một người đàn ông đã có vợ. Ngô Tường Ninh cũng không dám nghĩ quá nhiều. Được làm việc cùng một người như anh là cô đã cảm thấy rất man nguyện rồi. Hôm tang lễ của cha tôi, cảm ơn cô vì đã đến tiễn ông ấy. Lê Uy Long đột nhiên thay đổi chủ đề. Vào ngày tang lễ của Dương Văn Đoàn, ngoài Chu Nhược Mai, chỉ có Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng cũng như gia đình Lâm Khánh Hoa người được ông Dương cứu sống có mặt để đưa tiễn ông. Lê Uy Long đã nghe qua về việc này. Chủ tịch đã biết chuyện của cha mình rồi sao? Ngô Tường Ninh ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên, tôi đã biết ngay khi vừa trở về. Lê Uy Long nói. Chủ tịch, người chết không thể sống lại, hy vọng anh đừng quá đau lòng. Ngô Tường Ninh buồn bã nhìn Lê Uy Long nói. Phải, khi cha tôi ra đi, tôi đã không thể ở bên đưa tiễn ông. Ông ấy đã phải chết một cách cô quạnh, ảm đạm và lạnh lẽo. Vì vậy nên, ba ngày sau, tôi sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm hoành tráng cho cha mình. Cô có thể sắp xếp thời gian đến để tham dự cùng chúng tôi. Lê Uy Long nói một cách giàu dĩ. Được, lúc đó tôi chắc chắn sẽ tới tham dự. Ngô Tường Ninh nói, thật vinh dự khi được Lê Uy Long mời, ngay cả khi đó là một đám tang. Trong lòng cô có một chút tò mò. Lần trước tại lễ cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, anh đã đem đến không ít bất ngờ. Lần này liệu chăng sẽ lại có một tang lễ long trọng bậc nhất quốc hòa? nhưng nói ra cũng thật đau lòng, tháng trước mới có một lễ cưới hạnh phúc, vậy mà sang tháng này lại là một đám tang. Vậy thì tốt rồi, bây giờ cô trở về tiếp tục làm việc đi. Lệ Uy Long nói. Vâng, Ngô Tường Ninh nói và khẽ cúi chào, sau đó cô quay lưng lại và nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Ngô Tường Ninh vừa rời đi, Lệ Uy Long lại bắt đầu rơi vào dòng suy ngẫm. Tính tới hôm nay, chỉ còn 3 ngày nữa trước thời hạn 7 ngày mà anh đã giao hẹn với gia đình họ Trương và băng hổ báo. Tuy nhiên, lúc này cả Trương gia và băng nhóm xã hội đen kia dường như không có bất kỳ hành động nào khác. Lệ Uy Long cảm thấy rằng đây có khi lại là một chuyện tốt. Lệ Uy Long đã sớm ra quyết định rằng ngay cả khi Trương gia và băng hổ báo không hành động, anh vẫn sẽ bắt chúng phải quỳ trước mộ của cha mình vào ngày tổ chức tang lễ để an ủi vong linh ông trên trời. Dù sao, sư đoàn tinh nhuệ do Lưu Bảo Kim đứng đầu đã đóng quân chờ sẵn bên ngoài thành phố. Bất kể trương gia và băng hổ báo có ra tay làm gì tiếp theo hay không, thì ba ngày sau, sư đoàn này chắc chắn vẫn sẽ tiến vào thành phố và tóm gọn bọn chúng. Tất cả những người liên quan đến cái chết của cha anh đều sẽ phải trả giá. Nghĩ đến đây, Lệ Uy Long lại nhớ ra một số việc và rút điện thoại gọi cho Thiên Thành. Anh Long, anh có gì cần căn dặn sao? Thiên Thành bắt máy ngay và hỏi tính đến hôm nay là được 4 ngày. 3 ngày sau, hãy giúp tôi chuẩn bị một buổi lễ tưởng niệm hoành tráng cho cha tôi. Lê Uy Long nói. Vâng, vấn đề này nằm trong khả năng của tôi. Thiên Thành Hồ Hởi nói. Ngoài ra, vào ngày lễ tưởng niệm, hãy để đài truyền hình địa phương cùng toàn bộ hệ thống TV màn hình lớn tại các tòa nhà và trung tâm thương mại trong thành phố. Phát đoạn video mà cha tôi đã một mình chiến đấu với đám côn đồ trương gia và băng hổ báo, Tôi muốn tất cả mọi người ở quốc hòa này biết đến tinh thần anh hùng quả cảm của cha tôi. Ông đã dũng cảm chết vì chính nghĩa, và tất cả họ cũng sẽ được biết về bộ mặt xấu xa đê tiện của gia đình họ trương giàu có kia. Lê Uy Long nói, vâng, em hiểu rồi, Thiên Thành đáp, hãy bảo Lưu Bảo Kim giúp tôi chuẩn bị một bài diễn văn trao chuốt. Lễ tưởng niệm này nên được thực hiện hoành tráng và bi hùng nhất có thể. Lê Uy Long biết rằng trong lực lượng của Lưu Bảo Kim có nhiều tài năng văn học, vì vậy anh đã giao cho anh ta nhiệm vụ viết diễn văn tang lễ vâng tôi sẽ truyền đạt lại với sĩ quan lưu ngay lập tức thiên thành nói trong thời gian này nếu phía trương gia và băng xã hội đen không dở trò gì thì ba ngày tới hãy để lưu bảo kim đưa sư đoàn của anh ta và lực lượng đặc nhiệm của căn cứ phía tây vào thành phố bắt sống tất cả thành viên bang hổ báo và người nhà họ trương rồi đưa họ đến trước linh đài để tỏ lòng tôn kính với cha tôi uy long nói tiếp vâng Thiên Thành không chút thắc mắc. Trong khi Chu Nhược Mai đang làm việc, cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ bà nội của mình. Chu Nhược Mai cảm thấy hơi lạ, bà Chu hiếm khi tự gọi cho cô, thông thường chỉ toàn là cô gọi để hỏi thăm sức khỏe bà ấy. Không biết lần này lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Vì đó là cuộc gọi từ bà, nên dĩ nhiên cô phải trả lời. "Bà ơi, có chuyện gì vậy?" Chu Nhược Mai hỏi. "Nhược Mai đó à, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu." Chỉ là ta nhớ cháu rất nhiều. Bây giờ cả cháu và Lê Uy Long đều đã chuyển đến biệt thự trên đồi Mây rồi, từ đó đến nay hai đứa vẫn chưa về nhà lần nào. Tối nay Chu gia ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cháu có thể đến tham dự được không? Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn tối, cháu sẽ đến chứ? Bà Chu nói với giọng ngọt ngào. À, lại là một bữa tiệc gia đình sao ạ? Lúc này Chu Nhược Mai thực sự sợ tham dự những bữa tiệc gia đình, bởi vì mỗi lần như thế Cô và cả Lê Uy Long đều sẽ bị cười nhạo, phải lắng nghe đủ lời mỉa mai từ dòng họ. "Phải, bữa tiệc gia đình này được tổ chức đặc biệt cho cháu đấy. Đừng lo lắng, lần này chúng ta sẽ nói chuyện thân mật hòa nhã, sẽ không còn ai dám cười nhạo cháu nữa đâu." Bà Chu cười nói. "Ừm, vậy được rồi, tối nay cháu sẽ trở về nhà gặp bà." Chu Nhược Mai không thể từ chối, vì vậy cô đành đồng ý. "Nhân tiện, hãy đưa cả Lê Uy Long đi cùng nhé." để thể hiện sự chân thành, bà Chu cũng đã kêu cô cháu gái đưa chồng mình đi cùng. Suốt cuộc, Lệ Uy Long vẫn là chồng của Nhược Mai. Thật không phải khi chỉ mời cô mà không có anh ta. chương 87 kẻ giành lại hào quang. À, cái đó thì cháu phải hỏi xem anh ấy có đi được không đã. Nếu anh ấy không muốn đi, cháu cũng không còn cách nào khác. Chu Nhược Mai nói. Được rồi, cháu cứ hỏi thử đi nhé, bất kể Uy Long có đến hay không, cháu cũng nhất định phải đến đấy. Bà Chu nói, Lệ Uy Long chỉ là một tấm bình phong để thể hiện sự chân thành của bà. Anh ta có đến hay không cũng không quan trọng, bà ta chỉ cần gặp được Chu Nhược Mai. Ngay khi Lê Uy Long vừa cúp máy với Thiên Thành, anh nhận được cuộc gọi của Chu Nhược Mai. Nhược Mai, có chuyện gì vậy? Lệ Uy Long hỏi. Vừa nãy bà nội mới gọi cho em nói rằng Chu Gia Ta sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình nhỏ tối nay và mời chúng ta tham dự. Chu Nhược Mai nói lại một bữa tiệc gia đình nữa à lê uy long cũng cảm thấy ngán ngẩm khi nghe tin này đúng vậy thế anh có muốn đi chung với em không nếu anh không muốn em cũng không ép chu nhược mai nhỏ nhẹ hỏi nếu em đi anh cũng sẽ đi nếu em không đi anh cũng dẹp luôn lê uy long nói trong thời gian nguy hiểm này anh phải đích thân theo sát và bảo vệ chu nhược mai kẻo trương ra và băng hổ báo lại lặp lại thủ đoạn cũ và tấn công cô ấy vì vậy nếu Chu Nhược Mai quay về Chu gia, anh cũng nhất định phải đi cùng. Em đã hứa với bà là sẽ đến rồi, Nhược Mai nói. Vậy cũng được, anh sẽ đi với em, Lệ Uy Long dịu dàng. Thế nhé, bây giờ em phải cúp máy rồi, em đang bận. Nói xong, Chu Nhược Mai cúp điện thoại. Lệ Uy Long khá rảnh rỗi trong hôm nay, vì vậy anh quyết định ở lại văn phòng chủ tịch một ngày. Khi Chu Nhược Mai tan làm lúc gần chiều tối, anh sẽ đi xuống cầu thang và đợi cô cùng ra về. Tới giờ tan tầm, Chu Nhược Mai bước ra khỏi tòa nhà và thấy Lê Uy Long đang đứng sẵn trong bãi đậu xe, cô ngạc nhiên hỏi sao anh lại ở đây? Anh đến đón em đây, chẳng phải chúng ta cùng phải đến Chu ra sao? Lê Uy Long mỉm cười nói. Ừm, um, vậy ta đi thôi, nhưng xe của em không thể để lại đây, em sẽ tự lái nó đi. Chu Nhược Mai cảm thấy rằng việc đỗ chiếc Lamborghini của mình ở đây không ổn lắm, cho dù Lê Uy Long đã đi xe của mình đến đón cô, Tốt hơn Nhược Mai vẫn nên lái xe về nhà trước. Tùy ý em, cứ làm gì em muốn, Lê Uy Long cũng không buộc Nhược Mai đi xe của mình. Vì vậy, Nhược Mai đã lên chiếc Lamborghini của mình và Lê Uy Long thì lái chiếc Bugatti Veyron đi theo cô ấy. Cả hai chiếc xe lần lượt tiến về phía nhà họ Chu. Khi hai người tới nơi, đúng lúc Chu Lệ Ngọc và Trần An Khang cũng vừa đến các thành viên khác của Chu gia thấy Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đi trên những chiếc xe sang trọng hàng đầu như Bugatti Veyron và Lamborghini thì tất cả họ đều cảm thấy ghen tị, choáng ngợp và chào đón cả hai nồng nhiệt. Và lại, bà Chu đã dặn dò, cho dù Lê Uy Long và Chu Nhược Mai không đi bằng những chiếc xe hạng sang, họ vẫn phải được chào đón nồng nhiệt. Bởi vì Chu gia còn phải nhờ và Nhược Mai một vài chuyện quan trọng. Trước tình cảnh này, lần đầu tiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Khang bị bỏ rơi. Trước kia họ luôn là những ngôi sao được tất cả mọi người vây quanh, nhưng giờ hào quang đó có vẻ đã chuyển sang phía Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Điều này khiến vợ chồng Trần Gia hết sức ức chế, thất vọng, họ nghiến răng âm thầm chịu đựng và nuôi hận trong lòng. Hừ, cũng chỉ là một cái xe thôi, có cần làm quá lên như vậy không? Đúng là ngứa mắt, Chu Phe Phê tức giận nói. Anh nghe nói hai chiếc xe này đều là quà cưới, bọn họ không đích thân mua chúng. Cũng phải thôi, người ta làm gì có tiền đâu, cứ để họ kiêu ngạo chút đi. Sau một thời gian nữa, khi hết tiền, bọn họ sẽ lại trở về với cái máng lợn thôi. Em hà tất phải tức giận làm gì?" Trần An Khang nói và cười nhếch môi đầy khinh bỉ. "Thôi không cần nói nhiều nữa, chúng ta hãy vào trước." Chu Lệ Ngọc nói, nỗi thù ghét vợ chồng người chị họ lại tăng thêm bội phần. Khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, bữa tiệc gia đình bắt đầu và ai nấy đều đã ngồi xuống ổn định vị trí sau một vài lời chào hỏi có phần trịnh trọng và nhã nhận hơn thường ngày bà chu mới bắt đầu đi vào mục đích chính nhược mai hiện tại công việc kinh doanh của tập đoàn chu thành nhà chúng ta tiến triển không thuận lợi lắm và thua lỗ khá nhiều nếu chúng ta không nhận được bất kỳ dự án nào công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn mà trong khi đó công ty nhà ta lại là chỗ dựa là bát cơm của biết bao nhiêu người giờ đây cháu đã là giám đốc phát triển dự án của tập đoàn dig làm việc cũng được một thời gian rồi cháu có thể tìm cách sắp xếp một vài dự án cho công ty nhà ta không? Chuyện này, Chu Nhược Mai kinh ngạc ngước nhìn lên, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ. Không phải là cô không muốn giúp đỡ gia đình mình, nhưng vị tân chủ tịch chưa bao giờ xuất hiện của tập đoàn DG rõ ràng đã tuyên bố rằng tập đoàn sẽ không hợp tác với gia đình họ Chu. Mọi người thấy Chu Nhược Mai có vẻ ngập ngừng lưỡng lự, nghĩ rằng cô ấy vẫn còn ghi hận chuyện bị coi thường và đuổi khỏi nhà trước đó, nên lúc này không muốn giúp đỡ Chu ra vì vậy họ bắt đầu tìm mọi cách thuyết phục cô. Nhược mai, trước đây chúng ta đã cư xử không phải với cháu. Đó là lỗi của chúng ta, cháu đừng giữ nó trong lòng. Bây giờ cả chu gia đều đang gặp rắc rối lớn, cháu có thể rộng lượng bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ gia đình được không? Chu Hữu Lộc nói với giọng ngọt sắt. Mặc dù ông chỉ là con trai thứ hai của bà Chu, nhưng lại được đặt cách làm tổng giám đốc của công ty Chu Thành. Chuyện này liên quan trực tiếp đến tương lai của công ty, tất nhiên ông ta phải tìm mọi cách thuyết phục Nhược Mai. Phải, Nhược Mai à, mặc dù cháu và Uy Long đã rời khỏi Chu Gia, nhưng theo ý nguyện của ông nội cháu với cậu ấy, Uy Long cũng đã là một thành viên của gia đình chúng ta rồi. Ngay cả khi hai đứa đã chuyển đi, các cháu vẫn là người của Chu Gia. Bây giờ gia đình đang gặp rắc rối, cháu đâu thể trương mắt đứng nhìn được. Thúy Họa, mẹ của Chu Lệ Ngọc, cũng nói. Chị à, em hãy còn trẻ nên nhiều lúc cư xử bồng bột không biết phép tắc. Đã nhiều lần cư xử không phải và nói những điều tồi tệ với chị, bây giờ em đã biết lỗi rồi. Xin chị tha thứ cho em." Chu Hoàng Lâm cũng đành phải cúi đầu và thừa nhận sai lầm của mình. Những điều này đã được bà nội Chu cùng họ thảo luận tối qua. Đối với bữa tiệc gia đình tối nay, tất cả đều phải thể hiện sự chân thành của mình để thuyết phục Chu Nhược Mai, để cô có thể thay đổi suy nghĩ và giúp đỡ gia đình mình. Lệ Uy Long cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng khi thấy rất nhiều người bắt đầu cầu xin Chu Nhược Mai mặc dù anh thừa biết bọn họ làm vậy là có mục đích muốn lợi dụng lòng tốt của chu nhược mai để kiếm lợi cho bản thân nhưng điều đó cũng không thành vấn đề chỉ cần nhược mai có thể cảm thấy dễ chịu và được tôn trọng anh sẽ không vạch mặt họ làm gì có ai muốn tự hạ thấp bản thân để nhờ vào một người không có giá trị lợi dụng chứ chu gia này chính là như thế mục đích của lê uy long khi mua lại tập đoàn dg là để nâng cao vị trí của chu nhược mai trong gia đình họ chu để họ có thể đối xử với cô tốt hơn trân trọng cô hơn, điều này về cơ bản coi như đã đạt được. Còn về những lời họ đã nói trước đó rằng chỉ có con chó mới phải đi cầu xin chu nhược mai, lê uy long sẽ không bới móc chuyện cũ ra để chỉ trích họ làm gì. Bản thân anh cũng là một người rộng lượng, anh ấy có thể dễ dàng tha thứ trong nhiều chuyện không quá căng thẳng. Suốt cuộc, cả nhược mai và anh vẫn là thành viên của gia đình họ chu, thâm tâm lê uy long cũng hy vọng hai bên có thể hòa hợp trong tương lai không phải là cháu không muốn giúp đỡ gia đình ta, nhưng tân chủ tịch của tập đoàn DG đã dặn trước là cháu không được phép hợp tác với Chu gia, đó thậm chí còn là nguyên tắc để cháu được nhận việc, thế nên cháu cũng không thể làm gì khác được. Chu Nhược Mai giàu dĩ nói, vị tân chủ tịch này là ai vậy? Tại sao cứ nhắm vào làm khó gia đình chúng ta chứ? Bà Chu Cao mày hỏi, cháu cũng không biết, từ khi tới DG làm việc cháu thậm chí còn chưa bao giờ gặp được anh ta, những điều này chính là giám đốc Ngô đã nói lại với cháu." Chu Nhược Mai cúi mặt nói, "Cô chỉ biết rằng chủ tịch mới là đồng đội cũ của Lê Uy Long, ngoài ra không biết thêm gì khác." Kỳ lạ thật, Chu gia ta chưa bao giờ xúc phạm bất cứ ai, tại sao tân chủ tịch của tập đoàn Digi không thể hòa hợp với chúng ta mà cứ gây khó dễ theo cách này?" Bà Chu bối rối nói. "Nhược Mai, phải chăng là cháu vẫn còn giữ mối hận trong lòng, nên cố tình nghĩ ra lý do này để từ chối giúp đỡ Chu gia?" thúy họa nhăn nhó nói thím à thím biết cháu không phải là người như vậy mà bây giờ cháu thực sự là lực bất tòng tâm chu nhược mai nói nhược mai có thể là chủ tịch mới này có sự hiểu lầm gì đó với gia đình họ chu chúng ta nếu có cơ hội con hãy tìm cách giải trình với anh ta rằng chu gia hoàn toàn có khả năng tiếp quản dự án của tập đoàn dg như vậy có lẽ anh ta sẽ suy nghĩ lại chu hòa cuối cùng đã lên tiếng vâng con sẽ cố hết sức thấy cha mình đã đích thân lên tiếng, chu nhược mai đành tạm hứa như vậy. nhược mai, ta xin cháu, chỉ cần cháu có thể giúp gia đình chúng ta có được dự án, cháu sẽ là người hùng vĩ đại của cả gia đình. chúng ta sẽ không quên điều này đâu. bà chu nhẫn nại nói. mẹ à, con biết trong nhà này nhược mai của con là người có khả năng nhất. nếu con bé đã đồng ý chuyện này, nó chắc chắn sẽ làm được thôi. lúc này, tội ánh tuyết bắt đầu thể hiện. mọi người nghe vậy cũng không ai dám bác bỏ. Họ chỉ có thể tiếp tục nói những điều tốt đẹp về Chu Nhược Mai, cố gắng làm cô thấy hài lòng. Bản thân Chu Nhược Mai cũng không phải kẻ ngốc, cô đã thừa biết bộ mặt thật của những thành viên trong gia đình này, tất cả họ đều có chung một mục đích là cố làm cô hài lòng để mưu cầu danh lợi. Lệ Uy Long vẫn là người bị bỏ rơi và ngồi im lìm một cách lạc lõng, nhưng anh không bận tâm đến chuyện đó. Miễn là Chu Nhược Mai có thể được họ tôn trọng, anh chẳng cần điều gì khác, chỉ cần bọn họ không tiếp tục chế giễu anh là được vì mọi người đều muốn làm hài lòng chu nhược mai nên họ không dám châm biếm lê uy long và cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến anh ta chu lệ ngọc thấy chu nhược mai trở thành người giành lại mọi hào quang của cô ta một lần nữa cô thậm chí còn cảm thấy tức giận hơn nhưng lại không còn cách nào khác là đành nhẫn nhịn trước sau bữa tiệc gia đình chu nhược mai và lê uy long nhanh chóng lái xe trở về nhà sau khi trở về căn biệt thự nhược mai nói với uy long lúc nãy anh cũng thấy rồi đó cả mấy chục người của Chu gia đều khẩn khoản cầu xin em, kể cả bố mẹ em nữa, anh có thể nói khó với bạn anh đồng ý để em chuyển một số dự án cho Chu gia không? Được, Lê Uy Long đồng ý ngay lập tức, thái độ của Chu gia tối nay khiến anh cảm thấy tương đối hài lòng, họ đã cố gắng hết sức để thuyết phục Chu Nhược Mai phải quỵ lụy dưới chân cô ấy. Nếu vẫn không cho Chu gia toại nguyện, có khi Nhược Mai lại áy náy mà xin từ chức mất. Vậy tốt quá rồi, nếu anh có thể thành công giúp Chu gia chúng ta có được những dự án tốt, em có thể làm điều tương tự với anh một lần nữa." Chu Nhược Mai lo lắng rằng Lê Uy Long sẽ hờn dỗi chuyện bị khinh miệt mà không hết lòng giúp đỡ, vì vậy cô đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn để thưởng cho anh ấy. Ngay khi vừa nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của Nhược Mai bỗng đỏ lên. "Tương tự, chuyện gì thế?" Lê Uy Long ngạc nhiên, không hiểu Chu Nhược Mai có ý gì. "Nếu anh không hiểu thì thôi, đừng bận tâm đến nó nữa." Nhược Mai vừa nói vừa ngượng ngùng cúi đầu và đi nhanh về phòng. Thấy Chu Nhược Mai có vẻ xấu hổ, Uy Long càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Lý do gì mà cô ấy lại đỏ mặt như vậy? Anh cẩn thận nhớ lại những chuyện thân mật mà Nhược Mai đã từng làm với anh và chợt nhớ đến đêm động phòng trong buồng cô dâu. Trước khi anh chuẩn bị lên đường, cô ấy đã bất ngờ hôn anh trong phòng. Lệ Uy Long đã nhất thời không hiểu ra điều mà cô ấy đang nói đến, nhưng liệu có đúng là chuyện này không nhỉ? khả năng này cũng cao lắm. Điều thân mật nhất mà cô từng làm với anh chính là điều này, chẳng trách lúc nãy cô lại đỏ mặt. chương 88 phần thưởng Cùng lúc này, tại gia đình họ Trương. Mẹ à, con đã đích thân gọi cho Chủ tịch Hoàng đêm qua và bảo ông ấy bắt Lê Uy Long. Bây giờ cũng đã hơn một ngày trôi qua rồi, tại sao vẫn chưa có tin tức gì về việc hắn ta bị bắt? Trương Minh Nghị lo lắng nói. Lê Uy Long, tên sát nhân đó vẫn còn đang nhởn như ở ngoài sao? chẳng lẽ chủ tịch hoàng không chịu giúp chúng ta nữa sao? Phan Hoài Lan sợ sệt nói. Chủ tịch hoàng là một con cáo giả, ông ta đã hứa với ta tối qua, nhưng đến giờ vẫn chưa có hành động gì. Có lẽ ông ta vẫn còn lo ngại chuyện gì đó, tạ Ngọc Liên cau mày nói. Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Lệ uy Long này hung hăng đến mức dám tấn công và phế tự trí nhi ngay trước mắt bao nhiêu người. Con không thể nuốt trôi mối hận này, Phan Hoài Lan giận dữ nói. Trương Minh Chí bị phế tự là chuyện nhỏ, an nguy của Trương gia trước mắt mới là chuyện lớn. Lê Uy Long đã cho chúng ta thời hạn 7 ngày, bây giờ 4 ngày đã trôi qua. Nếu lúc này chúng ta lại nản chí mà từ bỏ việc trừ khử hắn ta, con e là Trương gia sẽ sớm bị hủy hoại trong tay hắn mất thôi. Trương Minh Nghị sốt ruột nói. Ông ta vừa dứt lời, mọi người có mặt đều tỏ ra sợ hãi. Bởi vì sức mạnh của Lê Uy Long thực sự rất đáng sợ, nếu anh ta không bị giết trong vòng 3 ngày tới, anh ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt toàn bộ trương gia này mẹ ơi tại sao mẹ không thử gọi cho anh hai hãy để anh ấy ra mặt và gây áp lực cho chủ tịch hoàng buộc ông ấy phải bắt giữ tên khốn lê uy long đó sau đó chúng ta có thể dễ dàng tìm cách giết hắn ta rồi phan hoài lan gợi ý đúng vậy mẹ à chúng ta không thể ngồi yên mà chờ đợi được phải nhờ đến anh con thôi trương minh nhị cũng nói chưa đến nước cuối cùng thì chưa phải gọi đến anh con vẫn còn ba ngày nữa ta có một cách khác tạ ngọc liên nói mẹ à mẹ có cách gì khác trương minh nghị hỏi mắt tạ ngọc liên lóe lên một tia ác độc mặc dù xét về mặt vũ lực chúng ta không thể so được với lê uy long nhưng chúng ta có thể chi tiền để thuê kẻ khác giết hắn thuê sát thủ lấy mạng hắn toàn bộ những kẻ trong phòng đều như đột nhiên được khai sáng đầu óc đúng vậy mà sao ta không nghĩ ra sớm hơn nhỉ chúng ta có thể thuê kẻ khác giết hắn những gì chúng ta có là tiền, để giết người, chúng ta không phải tự làm điều đó, thuê kẻ khác giết hắn chính là thượng sách. Mẹ ơi, mẹ vẫn là người thông minh nhất. Chính xác, thuê sát thủ lấy mạng hắn thật sự là một ý tưởng hay, dễ hơn nhiều là việc ngồi đây nhờ giám đốc hưng giúp bắt người. Lê uy long này thực sự rất mạnh, phải tìm được một kẻ giỏi hơn hắn mới đảm bảo mọi việc thành công ngay từ đầu. Tất cả đều đồng ý. Hãy nhanh bắt tay vào việc tìm một kẻ như thế tiền không thành vấn đề, không còn nhiều thời gian, chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt. Lần này, chúng ta phải giết Lê Uy Long, tạ Ngọc Liên quyết định. Ngày hôm sau, Chu Nhược Mai không tự lái xe mà được Lê Uy Long trở đi làm bằng chiếc bugi ga Long. Giống như hôm qua, chờ cho Chu Nhược Mai khuất sau cánh cửa phòng làm việc, Lê Uy Long mới bước vào tòa nhà công ty. Sau khi đến văn phòng chủ tịch, anh nhấc máy gọi tổng giám đốc Ngô Tường Ninh. Chủ tịch, hôm nay anh có gì phân phó ngô tường ninh hỏi khi cô bước vào cô ấy hơi lạ kể từ khi lê uy long tiếp quản tập đoàn dg anh hiếm khi đến đây vậy từ hôm ấy tới giờ anh ta đã ở đây hai ngày liên tiếp bây giờ chúng ta có thể giao một số dự án cho gia đình họ chu rồi lê uy long nói chủ tịch quyết định rồi sao vậy hiện tại chúng ta đang có một dự án phát triển bất động sản ở phía nam thành phố tôi sẽ giao dự án này cho công ty nhà họ chu thực hiện Ngô Tường Ninh đáp lời. Cô biết rằng sau đám cưới, Lệ Uy Long đã chính thức được thừa nhận ở gia đình họ Chu. Khi anh đã mở lời quyết định cho Di hợp tác với công ty của Chu gia thì tất nhiên cần phải chọn một số dự án tốt cho gia đình họ. Được rồi, vậy cô hãy nói lại với Nhược Mai rằng chủ tịch đã đồng ý giao dự án cho Chu gia là được. Lệ Uy Long nói ngắn gọn. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thực hiện ngay. Ngô Tường Ninh đang chuẩn bị rời đi khi kết thúc câu chuyện. Đợi một chút, lê uy long đột nhiên nhớ ra điều gì đó anh còn có lệnh gì nữa thưa chủ tịch ngô tường ninh hỏi cô hãy nói với nhược mai rằng tôi muốn cha cô ấy bố vợ tôi chu hòa chịu trách nhiệm cho dự án này lê uy long nói thêm uy long biết rằng sau khi con gái ông chu nhược mai cưới mình địa vị của ông trong gia đình nhà họ chu ngày càng thấp do đó anh muốn nhân cơ hội này giúp bố vợ khôi phục lại vị trí được trọng vọng trước kia đồng thời anh cũng thích sự trung thực của ông chu hòa nếu dự án này được bàn giao cho những người khác của Chu Gia, chắc chắn nó sẽ bị bớt xén một cách không minh bạch. Được rồi, tôi nhớ Ngô Tường Ninh nói, vậy cô hãy đi nói với Nhược Mai như thế. Lệ Uy Long kết thúc. Sau đó Ngô Tường Ninh bước ra khỏi văn phòng của Lệ Uy Long và đi thẳng đến văn phòng của Chu Nhược Mai. Nhược Mai, chủ tịch vừa nói với tôi rằng ông ấy đồng ý cho cô được phép giao dự án mới cho công ty Chu Thành của gia đình cô. Ngô Tường Ninh nói với Chu Nhược Mai ngay khi bước vào. Thật sao, Chu Nhược Mai vui mừng. Đúng thế, Chủ tịch vừa trao đổi với tôi hồi nãy. Ngô Tường Ninh nói. Tuyệt quá, tôi rất mừng, Nhược Mai hào hứng gieo khẽ. Cô vừa nói với Lê Uy Long về mong muốn của mình tối qua vậy mà sáng nay đã nhận được ngay tin mừng. Có vẻ Chủ tịch tập đoàn thực sự coi trọng Lê Uy Long lắm. Chủ tịch cũng nói, dự án được bàn giao là dự án phát triển bất động sản của chúng ta ở phía nam thành phố. Ngô Tường Ninh mỉm cười. chương 89 ký hợp đồng với Chu Gia. Một dự án lớn như vậy mà Chủ tịch đồng ý giao cho Chu Thành sao? Chu Nhược Mai vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, tuy nhiên anh ấy muốn cha cô phải là người chịu trách nhiệm của dự án. Ngô Tường Ninh tiếp tục. Chu Nhược Mai lại sững sờ, tại sao không phải ai khác trong gia đình tôi mà Chủ tịch lại muốn bố tôi điều hành dự án? Tôi không biết lý do cụ thể cho việc này. Có thể anh ấy ấn tượng với năng lực của cha cô chẳng hạn. Tất nhiên, Ngô Tường Ninh nhớ lời dặn của Lê Uy Long. Cô sẽ không nói với Chu Nhược Mai rằng bố cô vốn là bố vợ của ngài chủ tịch tập đoàn. Được, nếu bố tôi có thể tiếp quản dự án này, chắc chắn ông sẽ làm tốt. Vẻ phấn khích làm dạng người khuôn mặt Chu Nhược Mai. Cô biết rõ mấy năm gần đây cha cô gần như không có tiếng nói trong gia đình mọi hoạt động kinh doanh của chu thành đều bị thâu tóm trong tay người chú chu hữu lộc bây giờ cha cô được phụ trách một dự án lớn như thế chắc chắn bà của cô sẽ phải nhìn cha bằng con mắt khác vậy thì tốt cô nên thông báo ngay cho bố cô để sắp xếp ký hợp đồng ngô tường ninh mỉm cười vui vẻ cảm ơn tổng giám đốc tôi sẽ gọi cho ông ấy ngay bây giờ nói xong cô lấy điện thoại di động ra và gọi cho bố nhược mai có chuyện gì vậy Chu Hòa thấy số máy của con gái hiện lên màn hình điện thoại liền lập tức trả lời. "Bố, chủ tịch tập đoàn DG đã đồng ý hợp tác với công ty của gia đình chúng ta rồi ạ." À? Chu Nhược Mai thông báo nhanh. "Thật sao? Vậy thì tốt quá." Chu Hòa hào hứng nói, "Con gái ông có thể mang về các dự án cho Chu Thành thì nhất định tương lai sẽ không bị cười nhạo trong Chu gia nữa." "Vâng, hiện tại có một dự án bất động sản rất lớn ở phía Nam thành phố sẽ được bàn giao cho công ty Chu Thành của gia đình chúng ta." thêm nữa chủ tịch còn muốn cha trực tiếp tiếp quản dự án này chu nhược mai tiếp tục nói tại sao chủ tịch lại muốn bố phải đích thân đứng đầu dự án chu hòa ngạc nhiên hỏi con cũng không biết có thể chủ tịch biết năng lực tốt của bố chu nhược mai ngập ngừng thật kỳ lạ vị chủ tịch của tập đoàn digi mà con nói phải là ai mới được chứ làm sao ông ta lại biết được khả năng của bố nhỉ chu hòa thậm chí còn bối rối hơn bố đừng suy đoán gì nữa bố hãy chuẩn bị đến ký hợp đồng chỗ con đây là một dự án lớn chu nhược mai không thể che giấu sự phấn khích của mình được rồi bố sẽ qua đó ngay chu hòa gật đầu cha con sẽ đợi bố trong văn phòng nhé chu nhược mai gieo vui như một đứa trẻ được con gái sau khi chu hòa cúp điện thoại ông lập tức lái xe đến tập đoàn dg khi ông xuất hiện tại phòng làm việc của con gái hợp đồng đã được cô chuẩn bị sẵn sàng đây đây là hợp đồng của dự án bố hãy kiểm tra và ký tên nếu không có vấn đề gì chu nhược mai đưa hợp đồng cho chu hòa xem xét còn kiểm tra gì nữa con là con gái của bố con làm gì bố cũng luôn tin tưởng và tán thành hết ông hào hứng nói khi cầm bản hợp đồng chu nhược mai mỉm cười vậy bố hãy ký tên vào đây đi tất nhiên một cô gái chất phác chân thành như cô sẽ không lừa dối gia đình họ chu nói gì đến bố của cô nếu mọi việc suôn sẻ, dự án này có thể mang lại lợi nhuận hàng mấy trăm tỷ đồng cho gia đình họ Chu. Chu Hòa ký tên và hoàn tất hợp đồng. Nhược Mai, nếu không có vấn đề gì nữa bố muốn về ngay. Bố muốn thông báo với bà của con tin tốt này để bà vui. Chu Hòa nói sau khi ký hợp đồng. Vâng, vậy bố về cẩn thận nhé. Chu Nhược Mai thân thiết nắm tay và đưa cha cô ra ngoài xe. Khi Chu Hòa trở về, ông nhanh chóng tới phòng bà chu và đưa bản hợp đồng cho bà ta xem bà ta không giấu nổi sự vui mừng cuối cùng công ty chu thành của chu gia đã có thể tiếp tục nối lại con đường hợp tác với tập đoàn digi như gia đình bà ta hằng ao ước ta biết ngay mà nhược mai là đứa coi trọng tình cảm gia đình tối qua chúng ta mất công thuyết phục nó chút nhưng đổi lại hôm nay ta đã có bản hợp đồng đáng giá này bà chu đứng lên đi đi lại lại trong phòng vâng thưa mẹ dự án này mà thành công sẽ mang về cho gia đình ta hàng mấy trăm tỷ. Chu Hòa Hào hứng nói, đây chỉ là khởi đầu, miễn là Nhược Mai còn nắm giữ chức vụ chủ chốt của tập đoàn DG thì sau này Chu gia của chúng ta lo gì không nhận được những dự án béo bở. Hôm nay ta rất vui, tối nay ta sẽ tiếp tục đãi tiệc gia đình mời Nhược Mai và Lê Uy Long tới ăn tối. Bà Chu Hào hứng, vì thế bà ta tiếp tục bấm số gọi Nhược Mai để mời hai vợ chồng qua nhà dùng bữa. Chu Nhược Mai không muốn bà mất vui nên đành miễn cưỡng nhận lời. Hết giờ làm, Uy Long lại tới phía chân cầu thang đợi Chu Nhược Mai. Hôm nay cô không lái xe vì biết chắc anh sẽ lại qua đón. Tiếc là cô không hề biết cả ngày anh chẳng đi đâu mà ở rất gần cô, trong cùng tòa nhà. Và thậm chí người chồng bất đắc dĩ của cô còn là chủ tịch của tập đoàn DG hùng mạnh. Hôm nay, bà tôi lại mời chúng ta tới nhà ăn tối. Chu Nhược Mai bận rộn cả ngày nên không có thời gian để gọi Lê Uy Long để nói về chuyện đó. Được rồi, em hãy lên xe đi. Lê Uy Long phải đích thân đưa Chu Nhược Mai đi để phòng bất chắc. Một là vì hôm nay cô không đi xe, và thứ hai là vì chỉ còn hai ngày trong thời hạn bảy ngày mà anh dành cho gia đình họ Trương và đám tay chân của Lưu Bảo Thục. Chúng có thể sẽ hành động bất cứ lúc nào, vì vậy anh càng phải theo sát cô trong những ngày tới. Lên xe, Chu Nhược Mai vui vẻ thông báo, tôi muốn nói với anh một tin tốt lành. Vị chủ tịch tập đoàn, đồng đội của anh đã đồng ý giao một dự án lớn cho công ty Chu Thành. À, Lê Uy Long Vốn đã biết chuyện đó, vì vậy anh đáp lời cô có phần thờ ơ. Sao anh có vẻ không ngạc nhiên chút nào vậy? Tôi không ngờ vị chủ tịch tập đoàn đi di lại trân trọng anh đến thế. Chu Nhược Mai hơi cúi đầu. Tất nhiên là vậy, tôi đã nói với em rồi. Tôi và anh ấy là đồng đội vào sinh ra tử nên chắc chắn với anh ấy ý muốn của em cũng là ý muốn của tôi lê uy long mỉm cười dịu dàng với cô cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình họ chu của chúng tôi rất nhiều chu nhược mai ngập ngừng nói đôi má ửng hồng xinh đẹp cô chưa bao giờ nói lời cảm ơn với lê uy long hôm nay là lần đầu tiên cô nói cảm ơn sao tôi không quan trọng lời cảm ơn của em lắm nhưng em đã hứa với tôi rồi đừng quên lê uy long mỉm cười còn dịu dàng hơn nữa Tôi đã hứa gì với anh?" Chu Nhược Mai thẹn thùng tới nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn. "Đêm qua em đã nói với tôi rằng nếu tôi giúp Chu gia giành được dự án, em sẽ làm điều đó với tôi một lần nữa, em nhớ không? Giờ em có hối hận không?" Lê Uy Long tấn công trực diện. Khuôn mặt của Chu Nhược Mai phất hồng như một trái đào vừa chín tới. Thật ra ban đầu cô chỉ muốn sử dụng điều đó để tạo động lực cho Lê Uy Long những mong anh ấy cố gắng nói những điều tốt đẹp với vị chủ tịch kia về Chu gia. Vốn là Uy Long luôn phải chịu ấm ước với những người trong gia đình họ Chu nên cô sợ khi đứng trước lựa chọn giúp đỡ hay không giúp đỡ, anh ấy sẽ không cố gắng hết sức mình. Thật bất ngờ, anh ta thực sự đã làm xong chuyện đó và hơn nữa vẫn còn nhắc nhở cô về lời hứa của tối hôm qua. "Tôi, tôi không phải là người không biết giữ lời hứa. Khi nào chúng ta về tôi, tôi sẽ." Chu Nhược Mai càng ấp úng và đỏ mặt hơn vẻ e thẹn của cô làm lòng một tướng soái xa trường khô khan như uy long phải mềm nhũn. Lòng anh vô cùng kích động. Thu Hằng đang ở chung nhà với chúng ta, lúc về sẽ bất tiện lắm, hay là, hay là em làm điều đó ngay bây giờ được không? Lê Uy Long không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, lần này, anh nhất định sẽ không để cô làm khó mình mà bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Không, gờ anh đang lái xe, nếu làm anh phân tâm như thế e rằng sẽ xảy ra tai nạn. Tôi không muốn vậy đâu, nhưng anh đừng lo, những gì tôi đã hứa với anh tôi nhất định sẽ thực hiện." Chu Nhược Mai xấu hổ nói. "Được rồi, vậy khi nào mình về nhé?" Uy Long thấy cô chưa sẵn lòng đành thôi không dám ép buộc thêm gì nữa. Khi họ đến Chu gia, tất cả mọi người đều đã có mặt. Chu Nhược Mai đã mang về một hợp đồng cho công ty Chu Thành và sau này chắc chắn là còn có thêm nhiều hợp đồng nữa. Vậy là trong bữa tối, mọi người cứ nói những điều tốt đẹp về cô chừng nào còn có mối quan hệ với tập đoàn DG thì thời hưng thịnh của Chu Gia vẫn còn tiếp tục. Khi bữa tiệc gia đình sắp kết thúc, Huy Long, người đã im lặng suốt bữa cơm, cuối cùng lên tiếng, ngày mai, tôi sẽ tổ chức một buổi lễ phúng điếu cho người cha đã mất của tôi. Nếu mọi người có thời gian, xin mời đến tham dự. Suốt cuộc, anh đã kết hôn với Chu Nhược Mai. Với mối quan hệ đó anh cũng nên mời họ tới buổi lễ phúng điếu của cha anh cho hợp tình hợp lý chương 90 thất bang sát thủ tất cả đều sướng sờ khi nghe lời mời của lê uy long tất nhiên họ cũng từng nghe tin cha anh bị đánh đến chết nhưng không ai ngờ rằng sau gần một tháng lê uy long lại tổ chức một buổi lễ phúng điếu cho cha mình là giám đốc công ty chu thị tôi bận rất nhiều việc tôi không có thời gian mà tới chu hữu lộc nói trước ngày mai thì tôi có hẹn chơi mạt trượt với bạn rồi chẳng phải việc gì vui vẻ mà tôi cũng không có thời gian để đi Thúy Hỏa cũng bĩu môi. Chết được gần một tháng rồi cơ mà, còn làm lễ phúng điếu gì nữa. Anh muốn làm thì tự đi mà làm, tôi không có thời gian để tham gia vào những việc vô bổ như vậy. Chu Hoàng Lâm dài giọng. Bà thì già rồi, kể về tuổi tác, thế hệ bà còn lớn hơn cả cha anh nữa. Người tóc trắng tiến kẻ đầu xanh không phải chuyện hay ho gì. Vì không hợp lẽ nên bà cũng không tới được đâu. Bà Chu vừa nói vừa thở dài ra chừng mệt mỏi tất cả đều thẳng thừng hoặc tìm cớ thoái thác không tham gia buổi lễ. mặc dù lần trước lê uy long đã tổ chức một đám cưới giật gân ở thành phố này, nhưng đó là một sự kiện vui và việc mời nhiều người, đặc biệt là những vị khách đức cao vọng trọng tham dự là chuyện bình thường. nhưng lần này là một đám tang. họ không tin rằng lê uy long vẫn có thể tổ chức một buổi lễ hoành tráng như vậy thêm một lần nữa, nhất là khi ai ai cũng biết anh ta chỉ là một quân nhân quèn trong quân ngũ. vì vậy Họ không muốn tham dự lễ phúng điếu của Dương Văn Đoàn. Tùy mọi người, Lê Uy Long không ép buộc, dù sao việc cần mời thì anh đã mời, muốn đến hay không là việc của họ. Nếu không đến thì sau này cũng đừng hối tiếc, còn anh chắc chắn buổi lễ này cũng sẽ không thua kém gì đám cưới trước kia về độ hoành tráng và sự đầu tư. Uy Long, chắc chắn cha sẽ tới viếng cha con. Vào lúc này, Chu Hòa nhìn Uy Long ân cần và ấm áp. Cảm ơn cha lê uy long cảm thấy được an ủi chút ít trong lòng khi thấy bố vợ thể hiện sự cảm thông chia sẻ với mình anh không biết rằng nội tâm ông chu hòa luôn dồn nén một cảm giác hối hận tội lỗi bấy lâu nay vì những gì vợ ông ta đã gây ra cho người cha nuôi của lê uy long khi anh không ở nhà sau bữa tiệc lê uy long và chu nhược mai lái xe trở về nhà trên đường về chu nhược mai hỏi anh định làm gì cho lễ phúng điếu của cha tôi có thể làm gì để giúp cho anh được không Tôi đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi, khi nào tới giờ thì em hãy đến." Lê Uy Long nhẹ giọng nói. "Được rồi, là con dâu của cha đương nhiên tôi sẽ đến." Trong lòng Chu Nhược Mai buồn bã. Đến trước biệt thự, Lê Uy Long dừng xe, ngay khi định mở cửa xe bước xuống đột nhiên bản năng cảnh giác trong anh trỗi dậy. Lê Uy Long mơ hồ cảm thấy một thứ cảm giác ghê người, cảm giác chết chóc, nguy hiểm, có kẻ định giết chúng ta. Hãy ở trên xe, đừng xuống." lê uy long vội vàng nói với chu nhược mai giết người ai định giết chúng ta sao tôi không cảm thấy có gì bất thường hết chu nhược mai ngạc nhiên hỏi lê uy long không thể giải thích với chu nhược mai nếu cô ấy có thể có thứ bản năng cảnh giác đó thì cô đã trở thành một chiến binh thiện chiến như lê uy long rồi tôi không thể giải thích cho em được nói tóm lại em hãy ở yên trong xe khóa cửa lại đừng ra khỏi xe trong bất cứ tình huống nào nếu tôi đoán không lầm lần này sẽ là những kẻ vô cùng nguy hiểm tới lê uy long nói nhanh với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc thấy vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng của lê uy long chu nhược mai hiểu ngay rằng đây không phải một trò đùa cô lo lắng nói được rồi tôi hiểu anh hãy cẩn thận yên tâm sau lời động viên dành cho vợ lê uy long nhìn quanh một lúc rồi mở cửa xe và bước xuống khi anh ra khỏi xe chu nhược mai ngay lập tức khóa chặt cửa đột nhiên bảy bóng đen lao nhanh về phía lê uy long từ bảy hướng khác nhau như một cơn lốc kinh hồn khi đến gần lê uy long chúng dừng lại tạo thành một vòng vây khép kín bảy người đàn ông đeo mặt nạ màu đen một thứ sát khí khủng khiếp tỏa ra từ bảy bóng đen cao lớn trên tay mỗi gã cầm một con dao găm sáng lấp loáng dưới ánh đèn đường thoạt nhìn là biết ngay chúng không phải hạng sát thủ nghiệp dư tầm thường mày là lê uy long một trong bảy kẻ lạnh lùng gần từng tiếng đúng vậy chúng mày là ai lê uy long cũng lạnh lùng hỏi lại chúng tao là thất bang sát thủ của đại long ắt hẳn mày đã từng nghe tới chất giọng hắn lành lạnh kỳ dị nghe sởn từng gai ốc chúng mày đến để giết tao tất nhiên lê uy long đã từng nghe nói đến bảy sát thủ chuyên nghiệp này ở đại long không ai là không biết về bọn chúng những linh hồn khét tiếng tàn ác ám ảnh giấc mơ của cả người già lẫn những đứa trẻ lên năm người ta đồn rằng không ai có thể thoát khỏi cái chết thảm thiết một khi bị truy đuổi bởi thất bang sát thủ. Chúng thiện chiến, liều mạng lại có những hành vi vô cùng kỳ dị, tàn nhẫn. Tất nhiên, hắc, hắc, không lẽ mày nghĩ rằng chúng tao ở đây để trò chuyện với mày sao? Vẫn giọng nói the thế của gã mặc đồ đen thủ lĩnh. Kẻ nào thuê chúng mày? Lê Uy Long hỏi lại. Dù sao thì chốc nữa thôi mày cũng chết vậy để tao nói cho mày biết kẻo mày chết đi lại làm một con ma không hiểu cớ sự đầu đuôi trương gia đã thuê chúng tao đến đây để lấy mạng mày hắn cao giọng tự mãn lê uy long cũng đoán ra ngay kẻ đứng sau vụ này ắt hẳn là gia đình họ trương anh không ngạc nhiên vì điều đó rốt cuộc trương gia đã đến bước đường cùng giữa danh giới sống chết nên tự nhiên chúng phải vời những sát thủ chuyên nghiệp này đến đừng trách chúng tao chúng tao nhận tiền của người ta thì phải hoàn thành nhiệm vụ mà người ta giao phó. Đời này chẳng ai chống lại được cám dỗ của tiền, của rất nhiều tiền. Hắc, hắc, hắn ngửa cổ cười man dợ, tiếng cười vang khắp không gian, ngấm vào từng thớ thịt. Chúng chuẩn bị khai đao. Chúng mày không thể giết được tao, Lê Uy Long nói rất nhẹ nhàng. Chưa từng có kẻ nào có thể thoát khỏi sự truy sát của thất bang sát thủ. Kẻ mặc đồ đen tiếp tục uy hiếp tinh thần. Vậy thì đừng nói nhảm nữa, hãy lên đi. Được rồi, để chúng tao tiến mày về địa ngục, bảy gã sát thủ cùng một lúc nâng tay. Lệ Uy Long đã sẵn sàng chiến đấu. Sát khí trùng trùng khắp nơi, một chiếc lá rơi từ hàng cây bên đường xuống, lơ lửng, lơ lửng rồi dừng lại, không thể tiếp tục rơi bởi thứ sát khí quá mạnh mẽ ở đây. Chu Nhược Mai đang trốn trong xe liền cảm thấy như nghẹt thở. Đây có phải là những gì cô đã từng được nhìn trên phim khi những bậc thầy võ thuật đối đầu với nhau? họ đang dùng định lực của mình để phân cao thấp thực tế là chu nhược mai đã suy nghĩ quá nhiều đây không phải những cảnh trong phim những con người bằng da bằng thịt trước mắt cô chưa đạt đến cảnh giới như trong những bộ phim cô đã từng xem những người này còn đứng yên chưa cử động bởi họ đang chờ đợi đối phương lộ ra sai sót người chiến thắng không phải là người ra tay trước mà là kẻ xuất phát lại sau nhưng có thể áp chế được đối phương trong những hoàn cảnh thế này thì kẻ nào tấn công trước đương nhiên sẽ lộ ra sơ hở trước khi gia đình họ trương trả giá cao để mời thất bang sát thủ tới thành phố này lấy mạng Lê Uy Long, họ đã nói trước với chúng rằng Lê Uy Long là kẻ thù vô cùng khó đối phó. Đánh giá thấp Lê Uy Long là hành vi ngu xuẩn phải trả giá bằng mạng sống. Không thể có cơ hội thứ hai. Tất nhiên chúng đều là sát thủ chuyên nghiệp, những điều này chúng đều nắm rõ. Kẻ có thể khiến Trương Gia Chi ra sắp xỉ cả nghìn tỷ đồng để lấy mạng ắt hẳn phải là kẻ có sức mạnh phi thường. Nếu không, việc gì bọn họ phải vung tay chi nhiều tiền như thế. Bây giờ khi trực tiếp đối mặt với Lê Uy Long, chứng kiến định lực vô hình toát ra từ con người hắn, chúng thậm chí còn chắc chắn hơn rằng Lê Uy Long thực sự là một nhân vật phi thường không thể tưởng tượng nổi. Chúng lựa chọn giết Lê Uy Long bằng dao bởi chúng luôn tự tin vào giao pháp của mình. Là những bậc thầy giao kiếm, chúng khinh thường cách giết người bằng súng đạn và vì vậy chúng chưa bao giờ học cách sử dụng súng phút sau, thất bang sát thủ không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Không thể chịu đựng nổi định lực của Lê Uy Long và không thể tìm ra sơ hở của anh thì cứ đối đầu thế này sẽ không phải là một giải pháp. Chúng tới đây để giết Uy Long nên chúng phải ra tay hành động. Vì vậy, người đàn ông mặc đồ đen đang nháy mắt ra hiệu cho 6 người còn lại. Ngay lập tức, 7 người cùng lao tới và tấn công về phía Lê Uy Long những bóng người lướt nhẹ qua cùng ánh sáng sắc lạnh lóe lên từ những lưỡi dao khiến Lê Uy Long có một thoáng khó chịu. Anh đang đứng ở giữa và trực tiếp nhân lấy mọi đòn tấn công từ bọn chúng. Đám sát thủ này hành động xuất quỷ nhập thần, giống như những bóng ma, vút lên vút xuống, tấn công tới tấp để Lê Uy Long không kịp trở tay. Bên trong xe, Chu Nhược Mai cũng đang căng thẳng đưa mắt theo dõi trận chiến này, cô cuối cùng đã thấy được sức mạnh của một sát thủ thực sự, nếu đây là những sát thủ giả giống như kẻ mà nhược mai đã từng thuê bọn chúng chắc chắn không thể cầm cự được đến chiêu thứ hai còn những sát thủ này thì khác họ đã chiến đấu với lê uy long trong một khoảng thời gian khá lâu nhưng vẫn chưa phân thắng bại cũng chưa có ai bị thương đối mặt với những kẻ nguy hiểm như vậy nhược mai không khỏi lo lắng cho chồng mình có vẻ như lần này lê uy long đã gặp những cao thủ thực sự lúc này nguyễn tú hằng đang ngồi chăm chú viết tiểu thuyết trong biệt thự đột nhiên nghe thấy âm thanh đánh nhau dữ dội bên ngoài. Cô rất ngạc nhiên nên tạm gác công việc lại rồi chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Khi vừa đến cửa biệt thự, cô thấy Lê Uy Long và bảy người đàn ông mặc đồ đen đang chiến đấu dữ dội trong sân cổng, Tú Hằng đã rất sốc. Nguyễn Tú Hằng không biết những người mặc đồ đen này là ai, nhưng thấy một người mạnh mẽ như Lê Uy Long cũng đang bị bọn họ làm khó, cô biết rằng những người này chắc chắn không phải hạng soàng. Đồng thời, Tú Hằng cũng nhắc thấy Chu Nhược Mai đang trốn trong xe, không dám ló đầu ra ngoài thì ngay lập tức hiểu rằng tình hình này vô cùng nguy hiểm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tú Hằng lúc này đó là lập tức gọi điện thông báo việc này với phía cảnh sát và yêu cầu họ tiếp viện. Vì vậy, cô ngay lập tức quay trở lại phòng khách biệt thự, tìm điện thoại di động của mình và quay số để gọi cảnh sát. Chấm. Cùng thời điểm này, ánh hạ đang điều tra vụ án của ông Dương Văn Đoàn tại công viên Tử Sơn cách căn biệt thự không xa cô cũng đang định đến thăm một số người để xem liệu có thể tìm thấy nhân chứng tối hôm đó không. Đột nhiên, ánh hạ nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp của mình, nói rằng ai đó vừa mới trình báo về một vụ tấn công tại căn biệt thự lớn trên đồi mây. Biệt thự này nằm khá gần với công viên Tử Sơn, vì vậy ánh hạ ngay lập tức lái xe tiến về phía cuộc tấn công đó. Lúc này, trước biệt thự đồi mây, sau khi Lê Uy Long đã tung hơn 30 chiêu với bảy sát thủ nọ, anh đã làm bị thương nặng hai kẻ trong số chúng bằng nắm đấm của mình, nhưng quần áo của anh cũng đã bị cắt chúng bởi một vài lần lia dao của bọn chúng. Nhóm thất bang sát thủ này chỉ đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng sát thủ của đất nước, nhưng Lệ Uy Long đã không thể hạ hết bọn chúng dù đã dùng tới hơn 30 chiêu thức. Tuy nhiên chuyện này không phải là do anh yếu kém hơn chúng, mà là bởi vì cánh tay phải của anh vẫn đang bị thương, chưa lành hẳn đó chính là vết thương do chắn viên đạn cho một đặc vụ của thiên thành tên Lương Tuấn Kỳ khi họ bị tấn công trên hẻm núi vào ngày cưới tháng trước. Mặc dù đã hơn một tháng trôi qua, nhưng viên đạn đã bắn trúng xương vào thời điểm đó và vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn. Khi chỉ tiếp xúc và làm những việc thông thường, vết thương ở cánh tay phải của anh sẽ không hề hấn gì, ngay cả khi đối phó với tứ quan gia, nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng bây giờ, đối với các cao thủ của thất bang sát thủ, Vết thương ở cánh tay phải của Lê Uy Long đã phải chịu những tác động nhất định. Sau khi vài người trong thất bang sát thủ bị Lê Uy Long đánh trọng thương, chúng không dám tiếp tục tấn công dữ dội thêm nữa mà cẩn trọng quan sát hơn. Tất cả đều đã có một sự nhận thức sâu sắc về sức mạnh đáng sợ của Lê Uy Long. Vì vậy lúc này, họ chỉ cầm dao găm và vây quanh Uy Long, cố gắng tìm ra một sơ hở của anh và sẽ nhân cơ hội đó để tung đòn chí mạng. Lúc này Lê Uy Long lại tình cờ đứng ngay sau chiếc Bugatti Veyron của mình. Chu Nhược Mai chợt nhớ rằng lần trước sau khi Lê Uy Long đã giải cứu cô thoát khỏi khu nhà máy bỏ hoang bằng cách sử dụng thanh đoản kiếm lớn, cô đã đặt thanh kiếm đó vào cốp chiếc Bugatti Veyron này và ngay lập tức mở cốp tìm nó. Ngay khi cốp xe được mở hé ra, Lê Uy Long, người đang đứng sau xe lúc ấy, lập tức hiểu ra ý đồ của vợ mình và rút lấy thanh kiếm bảo vật của người cha già tất cả thành viên của thất ban sát thủ đều dùng mình khi thấy Lê Uy Long đột nhiên lấy ở đâu ra một thanh kiếm sáng loáng. Lúc nãy Lê Uy Long đã chiến đấu chống lại bảy sát thủ này mà không có vũ khí gì trong tay, vì vậy nhóm sát thủ đã có ưu thế hơn. Nhưng giờ đây Lê Uy Long đã có một thanh kiếm lớn trong tay, thế trận đã cân bằng trở lại và anh sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. Không phải các người muốn đưa tôi xuống địa ngục sao? Nào, mau lại đây, để xem ai mới là kẻ phải xuống địa ngục với một thanh kiếm lớn trong tay, Lệ uy long đã tự tin phát biểu hùng hồn hơn rất nhiều. xét cho cùng, thất bang sát thủ vẫn là một nhóm sát thủ chuyên nghiệp đã giết chết vô số người. vì vậy, cho dù e sợ trước sức mạnh của lê uy long, bọn chúng vẫn sẽ không bao giờ thu mình lại. lên đi, thủ lĩnh nhóm sát thủ mặc đồ đen ra lệnh. lập tức, bảy sát thủ cùng lúc giữ chặt một con dao găm trong tay xông tới tấn công lê uy long. lần này. Uy Long đã có một thanh kiếm lớn trong tay, anh không còn lo sợ trước mấy con dao găm tí hon trong tay họ nữa. Khi bọn chúng bao vây lấy anh ta, Lệ Uy Long nhanh chóng vung kiếm lên và lia thành một đường tròn tại chỗ. Ngay lập tức, một năng lượng mạnh mẽ từ lưới kiếm tuôn ra. Á, á, á. Một vài tiếng hét thất thanh vang lên, và ba trong số bảy sát thủ đã bị lưới kiếm của Uy Long cắt xuyên qua bụng bốn sát thủ còn lại tránh được lưới kiếm cũng bị kích động khi chứng kiến đồng đội bị chém nhưng họ vẫn không thể lùi bước và tiếp tục xông tới chiến đấu với lê uy long ba sát thủ bị cắt xuyên qua bụng đã không chết bọn chúng nhanh chóng vực lại tinh thần và quay trở lại trận chiến tuy nhiên sức mạnh của lê uy long đã tăng lên rất nhiều áp đảo tất cả bây giờ anh đã có một thanh kiếm lớn trong tay tác động lên chấn thương cánh tay phải đã không còn quá lớn Lê Uy Long đã sử dụng kiếm thuật của Dương gia do đích thân cha nuôi truyền lại và chiến đấu quyết liệt với thất bang sát thủ kia. Chấm chấm. Chu Nhược Mai thấy chồng mình lúc này đã chiếm thế thượng phong nhờ thanh kiếm bảo vật của cha nuôi, cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Sau khi báo cáo vụ việc với cảnh sát địa phương, Nguyễn Tú Hằng cũng nhanh chóng quay lại khu vực cửa biệt thự để tiếp tục theo dõi trận chiến. Lê Uy Long lúc này có một thanh kiếm trong tay thì giống như hổ mọc thêm cánh trở nên thiện chiến hơn rất nhiều và bất cứ ai dám lại gần anh đều sẽ phải nhận lấy kết cục đau đớn. Nhưng quá trình chiến đấu không quan trọng, quan trọng là kết quả. Và kết quả là Lê Uy Long chỉ sử dụng đúng 10 chiêu để kết liễu toàn bộ thất bang sát thủ. Từng người trong số chúng đều đã bị gửi xuống địa ngục. Lê Uy Long đã nhắc nhở bọn chúng ngay từ đầu, rằng một khi đã nhập trận, nếu chúng không giết được anh thì anh sẽ giết chúng trước. Cũng xui xẻo cho thất bang sát thủ, Đối tượng mà chúng nhắm đến lần này lại là Lê Uy Long, một người đã từng trải qua vô số trận chiến, kinh nghiệm giết chóc đầy mình. Vì vậy chúng đành phải chịu đựng thất bại lần này. Kẻ thù đã mời tới những người chuyên nghiệp bậc nhất trong giới sát thủ để ám sát Lê Uy Long, nhưng cuối cùng đám sát thủ này lại một đi không trở lại. Bọn chúng thực sự được xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng sát thủ của đất nước này sao? Nếu Lê Uy Long thậm chí không thể xử lý loại sát thủ này, anh đâu có xứng đáng làm tổng tư lệnh quân đội nữa sau khi mọi chuyện đã tạm ổn thỏa chu nhược mai rón rén bước ra khỏi xe với vẻ sợ hãi uy long anh ổn chứ chu nhược mai lo lắng hỏi ừ lúc nãy có phải là em đã cố tình mở cốp xe để anh thuận tay lấy thanh kiếm này lê uy long hỏi cùng lúc này nguyễn tú hằng cũng vừa chạy tới và hỏi trong hoảng loạn lê uy long những người này là ai tại sao bọn họ lại muốn giết anh bọn chúng là thất bang sát thủ do trương gia đích thân mời đến để ám sát tôi Lê Uy Long ôn tồn nói, "Lại là đám người nhà họ Trương, Trương gia này thực sự quá độc ác đấy." Nguyễn Tú Hằng tức giận nói, "Không sao, Trương gia muốn chơi trò gì, Lê Uy Long tôi cũng có thể cân được hết." Anh nói nhẹ nhàng, "Sắp tới sẽ là ngày chết của toàn thể Trương gia, trước khi chết, hãy để chúng nếm chút mùi vị thất bại." Bây giờ Lê Uy Long đã giết tất cả những sát thủ mà Trương gia nghĩ là rất mạnh, khi biết kết cục này, bọn chúng chắc chắn sẽ càng sợ hãi hơn và cố gắng tìm một cách thức khác tối ưu hơn để đối phó với anh. Bằng cách này, mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn rất nhiều. Nếu không, ngày mốt, khi sư đoàn tinh nhuệ của Lưu Bảo Kim Tiến vào thành phố xử lý toàn bộ trương gia mà bọn chúng lại không có kế sách gì chống lại thì sẽ nhàm chán lắm. Nhiều xác chết nằm la liệt ngay trước biệt thự của chúng ta như vậy thì khủng khiếp quá. Chúng ta nên nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn này đã. Chu Nhược Mai nhăn nhó nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 90.